MC Thanh Show Audio Chuyện Hay kính chúc quý khán giả có những phút vui vẻ và thoải mái trên kênh. Bên dưới phần mô tả tim có để danh sách phát của bộ truyện cũng như các bộ truyện khác đang phát trên kênh, anh em kích vào để nghe chọn bộ nhé. Sau đây mời các bạn nghe chuyện Chí Tôn Thần Điện tập 62. Lục Minh tu vi nhất cử đột phá đến linh thai nhị trọng, thực lực tăng vọt, so trước đó không biết tăng lên bao nhiêu. Lục Minh cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng, vô tận lực lượng. Giống. Từng hồi rồng gầm, cửu long huyết mạch trên thân, năm đạo kim sắc mạch luân, lập lòe phát quang. Cửu long huyết mạch, cũng tăng lên nữa cấp 1, đạt tới thần cấp cấp 5. Đây là may mắn mà có cái kia tam nhãn thần tộc thủ lĩnh, linh thai cảnh thất trọng tu vi, thực cường đại, mặc kệ là tinh huyết, hay là năng lượng, đều vô cùng cường đại, không phải vậy, Lục Minh không có khả năng có lớn như vậy tăng lên. Còn có ý cảnh, phong, hỏa, lôi, ba loại ý cảnh đều cấp 3 nhập môn đỉnh phong, còn kém một bước, liền đến cấp 3 chút thành tựu, đại địa ý cảnh, cũng có cấp 3 nhập môn hậu kỳ. Lục Minh trong mắt, lộ ra vẻ hưng phấn. Cửu long huyết mạch loại công năng này, thực quá nghịch thiên, để Lục Minh tu vi tăng vọt, về sau nhiều tu luyện mấy loại ý cảnh, hoàn toàn có thể đi. Lần này, mặc kệ là ý cảnh, vẫn là chân nguyên, tăng lên đều quá lớn, đã cảm giác ý cảnh bên trong, có chút hỗn tạp. Chân nguyên cũng thế, tiếp xuống một đoạn thời gian, không thể thôn phệ, cần tốn thời gian vững chắc căn cơ. Lục Minh âm thầm suy tư. Bất quá Lục Minh cũng không muốn một mực bế quan cô đọng, hắn muốn một lần tìm kiếm bảo vật, tìm kiếm cơ duyên, một bên chậm rãi rèn luyện căn cơ. Dù sao, khí vận chi chiến, đã qua nửa tháng, thời gian còn lại, càng ngày càng ít. Lục Minh kết thúc bế quan, bay lên không trung, thân hình khẽ động, chân nguyên phun trào. Lục Minh thân hình, liền bên ngoài mấy chục dặm. Chân nguyên thực quá hùng hậu, lấy tu vi của ta bây giờ, gặp được tiểu ma quân Lạc Ly, hoàn toàn có thể đánh với hắn một trận, thậm chí đánh giết hắn. Lục Minh trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. So với lần trước gặp được Lạc Ly thời điểm, Lục Minh tăng lên nhiều lắm. Bốn loại ý cảnh, toàn bộ đột phá đến cấp 3, cửu long huyết mạch tấn cấp, lại tăng thêm một đạo long lực, lại thêm tu vi tăng lên tới linh thai nhị trọng, chiến lực của hắn tăng lên thực nhiều lắm. Hưu, Lục Minh hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở trên bầu trời. Tiếp đó, Lục Minh một bên tìm kiếm linh dược, chân quý tài liệu các loại, một bên rèn luyện căn cơ, củng cố tu vi. Lục Minh tốc độ mặc dù không có thi triển quá nhanh, nhưng y nguyên phi hành mấy chục vạn dặm. Trên đường, hắn có mấy lần đụng phải tam nhãn thần tộc người, đều không có xuất thủ, vừa bay mà qua. Này chút tam nhãn thần tộc, bên trong đều có cường đại tồn. Linh thai cảnh cấp 7 trở lên, đều có không ít. Mà linh thai cảnh, vượt cấp mà chiến, không thể nghi ngờ càng khó. Bằng vào Lục Minh tu vi hiện tại, hắn có tự tin không sợ linh thai thất trọng cường giả, nhưng nếu là bị nhiều này cấp bậc cường giả vây khốn, cũng là phiền phức. Với lại hắn căn cơ còn chưa ổn, coi như đánh chết tam nhãn thần tộc người, cũng thôn phệ không được, cho nên liền không có xuất thủ. Một ngày này, Lục Minh chính đang ngồi xếp bằng tại trên một cây đại thụ, cô đọng chân nguyên. Rèn luyện ý cảnh, bỗng nhiên, xa xa không trung có hai bóng người, cấp tốc bay về phía trước. Đây là hai thanh niên, một nam một nữ, trên người có minh văn lóng lánh, hình thành một đôi cánh, cánh vỗ, bọn hắn tiếp tục hướng phía trước phi hành, bất qua thần thái của bọn hắn, lộ ra có chút kinh hoàng, có chút chật vật. Phù Khôi Tông người, Lục Minh giật mình. Đây là Lục Minh sau khi đi vào, lần đầu đụng phải Phù Khôi Tông đệ tử. Phù Khôi Tông tham gia khí vận chi chiến người. Vốn lại ít, đụng phải tỷ lệ, tự nhiên cũng nhỏ. Bất quá, này hai Phù Khôi Tông người, hiển nhiên là tại chạy trốn, đằng sau có người truy kích. Hiu, hiu, hai bốn đạo lưu quang, phá toái hư không, ở phía sau truy kích. Đó là bốn người trẻ tuổi, trang phục bên trên xem, lại có đế thiên thần cung thiên thi tông người. Hai phe thế lực thế mà liên thủ, truy kích Phù Khôi Tông người. Hắc hắc, các ngươi chạy không thoát, ngoan ngoãn theo chúng ta đi. Nhất cái toàn thân tràn ngập thi khí thiên thi tông thiên kiêu cười lạnh. Người này, có linh hải viên mãn tu vi. Khí vận chi chiến, tiến hành đến hiện, đi qua nửa tháng nhiều, ở vào tình thế như vậy, không chỉ là Lục Minh tiến bộ, tất cả mọi người tiến bộ, rất nhiều người tu vi, cũng là đang tăng nhanh như gió. Vừa tiến vào thời điểm, cũng chỉ có Vương Viêm các loại thiên kiêu bảng 100 người đứng đầu tả hữu người, là linh hải viên mãn tu vi, liền ngay cả đế phong, khi đó, cũng mới linh hải cửu trọng đỉnh phong. Nhưng hiện, đã có không ít người đột phá linh hải viên mãn, thậm chí có một số người, bắt đầu trùng kích linh thai cảnh. Mà vốn là linh thai cảnh phía trên thiên kiêu, tự nhiên cũng lấy được đột phá.
Mỗi người đều tiến bộ, không tiến bộ, liền bị đào thải. Cái khác ba truy kích thanh niên, còn có một người, tu vi linh hải viên mãn, hai người khác, đều là linh hải cửu trọng đỉnh phong tu vi. Bốn người tốc độ thật nhanh, đang nhanh chóng tới gần hai Phù Khôi Tông đệ tử. Liều mạng với bọn hắn. Phù Khôi Tông nữ tử kia gầm thét một tiếng, ngừng lại, trong tay xuất hiện hơn 10 chương minh văn tự quyển, ngọn lửa tinh thần tràn ngập, minh văn phù tóc quan ánh sáng, bộc phát ra từng đạo công kích, hướng về truy kích mà đến bốn người công. Điêu trùng tiểu ký. Một đạo đao quang bạo chạm mà ra, xuất từ nhất cái đế thiên thần cung thanh niên áo tím. Thanh niên áo tím, liền là mặt khác nhất cái linh hải viên mãn cường giả. Người này không hề nghi ngờ, là nhất cái thần cấp thiên kiêu, đã thức tỉnh thần cấp huyết mạch, chiến lược phi thường cường đại, đao quang chém qua, Phù Khôi Tông nữ tử minh văn phù quyển công kích, nhao nhao bị đánh tan. Cuối cùng đao quang chặt trên người nữ tử, đưa nàng hộ thân vòng phòng hộ đánh tan, nữ tử phun máu phè phè, thân thể phiêu thối. Hải sư muội, Phù Khôi Tông nam tử đỡ lấy nữ tử, khắp khuôn mặt là lo lắng. Hắc hắc, ta nói, các ngươi đi không nổi, ngoan ngoãn theo chúng ta đi. Thiên Thi Tông thanh niên dậm chân hướng về phía trước, cười lạnh nói. Đế Thiên Thần cung Thiên Thi Tông bốn vị thanh niên, đã đem hai Phù Khôi Tông đệ tử vây vào giữa. Mơ tưởng, các ngươi bắt chúng ta Phù Khôi Tông đệ tử, đơn giản liền là đi giúp các ngươi phá giải di tích trận pháp mà thôi, loại kia trận pháp, cực kỳ huyền diệu, vô cùng nguy hiểm, cho dù chúng ta phá giải, đều có rất lớn tỷ lệ vẫn lạc, cuối cùng lấy được bảo vật, còn không phải về các ngươi tất cả, các ngươi mơ tưởng. Phù Khôi Tông cô gái trẻ tuổi phi thường cương liệt, lớn tiếng quát lớn. Các ngươi vẫn chưa rõ sao, các ngươi Phù Khôi Tông, tham gia khí vận chi chiến duy nhất công dụng, liền là giúp chúng ta phá giải cái kia chút di tích trận pháp, không phải vậy, nhìn thấy các ngươi, đã sớm đem các ngươi đánh chết, còn biết lưu các ngươi đến hiện. Thanh niên áo tím lãnh đạm mở miệng, một bước cao cao tại thượng bộ dáng. Không minh còn, ngươi muốn giết cứ giết, giúp các ngươi phá giải trận pháp, phá giải này nhất cái, còn có tiếp theo, sớm muộn muốn chết, không bằng ngươi hiện liền giết ta. Cô gái trẻ tuổi quát lạnh. Không minh còn, lục đại của thế gia không nhà thiên kiêu bảng 98 tên, là một vị hàng thật giá thật thần cấp thiên kiêu. Muốn chết, nào có dễ dàng như vậy, ngươi tư sắc cũng không tệ lắm, vừa vặn có thể để chúng ta hưởng dụng một phen, đến thì ta dưới hông, xem ngươi cầu xin tha thứ không cầu xin. Thiên Thi Tông thanh niên cười lạnh, trong mắt lóe lên một tia tà hỏa. Cái này khiến cô gái trẻ tuổi sắc mặt trắng bệch. Chư vị, không có quấy rầy đến các ngươi. Lục Minh này thì chân đạp hư không, từng bước một hướng về bọn hắn đi. Thiên Vân, không, Lục Minh Tông Tử. Phù Khôi Tông hai người, nhìn thấy Lục Minh về sau, hiện lên một tia kinh hỉ. Lục Minh, là ngươi. Không Minh còn mấy người, nhìn thấy Lục Minh về sau, sắc mặt nhao nhao biến đổi. Lục Minh lúc trước giao lưu hội thời điểm, chiến lược liền phi thường đáng sợ. Không Minh còn bốn người, không khỏi tụ tập cùng một chỗ, sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Lục Minh. Làm sao, lấn ta Phù Khôi Tông không người sao? Lục Minh lạnh xuống, trong mắt lóe lên một tia sát cơ. Chúng ta có bốn người, không cần sợ hắn, huống chi, chúng ta trong khoảng thời gian này, tu vi đột nhiên tăng mạnh, thực lực đại trướng, có lẽ tiến bộ so Lục Minh càng nhanh, chúng ta bốn người liên thủ, đủ để đánh giết hắn. Không Minh còn trong mắt lóe lên một tia hung ác, còn có một tia tham lam. Đánh chết Lục Minh, thế nhưng là có thể được đến vương gia chí tôn trọng thưởng. Cái này khiến hắn rất tâm động. Ba người khác nghe được Không Minh còn, rất là tâm động. Lục Minh trước kia là mạnh, nhưng không có nghĩa là một mực mạnh. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn tiến triển rất lớn, không tin hợp bốn người lực lượng, còn giết không Lục Minh. Lục Minh tựa như cười mà không phải cười nhìn xem Không Minh còn, trong mắt hiện lên một tia vẻ khinh miệt. Xuất thủ, đồng loạt ra tay, đánh giết hắn. Không Minh còn gầm nhẹ. Bị Lục Minh loại ánh mắt này nhìn xem, Không Minh còn rất không thoải mái. Hắn đường đường thiên kiêu bảng 98 tên thần cấp thiên kiêu, thế mà bị Lục Minh dạng này khinh miệt nhìn xem, hắn Lục Minh tính là thứ gì? Giết! Bốn người chợt quát một tiếng, cùng thì xuất thủ, hướng về Lục Minh giết. Sáng chói đao quang, bàng bạc thi khí các loại, cùng một chỗ hướng về Lục Minh bao phủ mà. Tông tử, cẩn thận! Bên cạnh, Phù Khôi Tông hai người đệ tử kinh hô. Lục Minh khóe miệng nổi lên cười lạnh, thân hình bất động, bước ra một bước. Vô tận minh văn Lục Minh dưới chân lan tràn ra, một tòa đại trận trống rỗng hiển hiện, một đầu lóng lánh nóng bỏng hỏa diễm mãnh hổ, ngưng tụ mà ra, ngửa mặt lên trời gào thét. Không Minh còn bốn người quá sợ hãi, còn người còn lại nhanh chóng. Hư không khắc trận,
Hắn là cấp 7 minh luyện sư. Đây là cấp 7 trận pháp. Không, tha mạng. Bốn phần nhao nhao phát ra hoảng sợ kêu to. Nhưng sau một khắc, liệt diễm mãnh hổ tấn công mà ra, đem bốn người xé rách. Tự nhiên, đánh chết bốn người, Lục Minh khí vận giá trị lại tăng. Bên cạnh, hai phù khôi tông đệ tử, trợn mắt hốc mồm. Lục Minh tông tử, ngươi tấn thăng cấp 7 minh luyện sư. Cô gái trẻ tuổi mừng lớn nói. Phù khôi tông, những kia tuổi trẻ thiên kiêu, người nào không biết Lục Minh năm vị trí đầu cấp bậc, đều là đốt lên 10 ngọn tinh thần chi đèn, mà phía sau Lục Minh lại tiến nhập xem sân thượng, thứ 6 cấp bậc, nhóm lửa tinh thần chi đèn, cũng tuyệt đối sẽ không kém, lấy dạng này cơ sở, Lục Minh đột phá đến cấp 7 minh luyện sư, tuyệt đối rất mạnh, bọn hắn tự nhiên cao hứng. Ân, Lục Minh gật gật đầu, hỏi các ngươi kêu cái gì? Tông tử, ta gọi Hải Phỉ, hắn gọi Lưu Quang. Cô gái trẻ tuổi nói ra. Hai người thần thái có chút thân mật, hẳn là tình lữ quan hệ. Nghe các ngươi mới vừa nói, Đế Thiên Thần Cung cùng Thiên Thi Tông bắt chúng ta Phù Khôi Tông đệ tử, đi giúp bọn hắn phá giải di tích trận pháp, cụ thể là chuyện gì xảy ra? Lục Minh hỏi. Là như vậy, Thiên Thi Tông, Thiên Yêu Cốc cùng Đế Thiên Thần Cung Tam Phương, phát hiện nhất cái to lớn di tích, nhưng cái di tích kia bốn phía, hiện đầy trận pháp, cái kia chút trận pháp vô cùng cường đại, bằng Đế Thiên Thần Cung Thiên Thi Tông cái kia chút gà mờ minh luyện chi đạo, căn bản phá giải không được, cho nên, bọn hắn liền đem chủ ý đánh tới chúng ta Phù Khôi Tông đệ tử trên thân, Tam Phương liên thủ, đuổi bắt Phù Khôi Tông đệ tử, vì bọn họ phá giải trận pháp, ta nghe nói, đã có chút Phù Khôi Tông đệ tử bởi vì phá giải trận pháp bỏ mình. Hải Phỉ oán hận cắn răng nói. Lục Minh trong mắt hiện lên một tia phong mang, đây là đem Phù Khôi Tông đệ tử xem như công cụ. Chẳng lẽ không có ta Phù Khôi Tông cường giả cùng bọn hắn chống lại sao? Lục Minh hỏi. Hải Phỉ lắc đầu, đến 13 hộ tuyển tông tử, đều không ở chỗ này, mà thực lực đối phương quá mạnh, mặc dù có người cùng bọn hắn chống lại, cũng là đường chết một đầu. Không sai, nghe nói cái di tích kia tụ tập Tam Phương không ít thiên kiêu, liền ngay cả thiên kiêu bảng bài danh trước 100, đều có không ít, mạnh nhất mấy người. Như tiểu ma quân Lạc Ly, Ly Hỏa Kiếm Ly Thiên Ca, Thiên Thi Tông Huyết Kiếm Thất, Huyết Kiếm Cửu, còn có Thiên Yêu Cốc Giá có hai không kém gì cách hỏa kiếm, tiểu ma quân đám người thiên kiêu. Lưu Quang nói tiếp, tiểu ma quân, còn có Ly Thiên Ca sao? Lục Minh ánh mắt khẽ động. Trong những người này, Ly Thiên Ca thiên kiêu bảng bài danh cao nhất, thứ 51 tên, so tiểu ma quân Lạc Ly, trọn vẹn cao 10 tên. Đương nhiên, khoảng cách lần trước thiên kiêu bảng đổi mới, đã qua hơn 4 năm, đến hiện. Ly Thiên Ca chiến lực, chưa hẳn liền mạnh hơn tiểu ma quân, nhưng tuyệt đối không thể khinh thường. Cái di tích kia ở nơi nào? Lục Minh hỏi. Tông tử, ngươi chẳng lẽ muốn sao? Nhưng đối phương cao như vậy tay, Hải Phỉ có chút lo lắng. Làm sao? Sợ, các ngươi nếu là sợ, nói cho ta biết địa chỉ, ta nhất cái người. Lục Minh nói. Hắn về sau sớm muộn muốn khống chế Phù Khôi Tông, hắn thấy, Phù Khôi Tông những ngày này kêu. Về sau đều sẽ trở thành Phù Khôi Tông trụ cột, trở thành hắn hữu lực giúp đỡ, sao có thể để bọn hắn hiện vẫn lạc nơi này. Lục Minh khẳng định phải đi cứu người, còn có, tiểu ma quân khoản tiền kia, cũng nên tính toán, hại hắn lãng phí nhiều như vậy khôi lỗi. Không, ta không sợ, tông tử muốn, ta bồi tông tử cùng một chỗ, Lưu Quang, ngươi. Hải Phỉ cắn răng nói, lập tức vừa nhìn về phía Lưu Quang. Ngươi, ta tự nhiên cũng là muốn. Lưu Quang ánh mắt kiên định. Để Hải Phỉ trong lòng ấm áp. Ha ha, tốt, vậy các ngươi dẫn đường, chúng ta cùng một chỗ. Lục Minh cười nói. Lúc này ba người phá toái hư không, hướng về Hải Phỉ nói tới tòa kia di tích mà. Khoảng cách Lục Minh bọn hắn bên ngoài mười mấy vạn dặm, có một mảnh to lớn di tích. Đây là một mảnh dãy cung điện, coi trọng, phi thường cổ xưa, có nhiều chỗ, đã có chút rách nát. Dãy cung điện bốn phương tám hướng, thì hiện đầy trận pháp, các loại sát trận, huyễn thật, trồng chất, vô cùng nguy hiểm. Nơi này đầu tiên là bị Đế Thiên Thần Cung Thiên Thi Tông Thiên Kiêu phát hiện, nhưng bọn hắn căn bản tiến không, còn trong trận pháp tổn thất không ít nhân thủ. Cuối cùng chỉ có thể triệu tập phụ cận Thiên Kiêu cùng một chỗ phá giải những trận pháp này, cuối cùng người càng ngày càng nhiều, đến đằng sau, ngay cả Thiên Yêu Cốc Thiên Kiêu đều nhúng tay. Nhưng bọn hắn phát hiện, nếu là cứng rắn phá tan những trận pháp này, quá khó khăn, coi như có thể phá, cũng không biết muốn phá đến ngày tháng năm nào, cho nên, bọn hắn liền bắt đầu đánh Phù Khôi Tông đệ tử chủ ý, khắp nơi đuổi bắt Phù Khôi Tông đệ tử. Di tích bên ngoài, Đế Thiên Thần Cung, Thiên Thi Tông, Thiên Yêu Cốc Tam Phương Thiên Kiêu, tăng thêm tử sĩ, nhân số vượt qua 300 người. Bọn hắn đem mười mấy Phù Khôi Tông đệ tử, bao quanh vây vào giữa.
nghỉ ngơi đủ rồi, hiện đang đuổi gấp xuất phát, tiếp tục phá giải trận pháp. Tiểu ma quân Lạc Ly, mắt lộ ra hung quang, nhìn chằm chằm Phù Khôi tông người. Mơ tưởng, muốn phá chính các ngươi phá, chúng ta sẽ không lại đi, ba ngày qua này, chúng ta bởi vì phá trận, đã chết sáu sư huynh đệ. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Là Bạch Xích Tuyết cũng bị bọn hắn bắt được. Không, có thể a, hiện liền giết các ngươi, còn có ngươi, lớn lên đẹp như tiên nữ, bản thiếu gia không ngại để ngươi hào hào thoải mái một thanh. Tiểu ma quân hai mắt tràn ngập tà hỏa, nhìn chằm chằm Bạch Xích Tuyết. Nếu không phải nơi này không chỉ có đế thiên người của thần cung, còn có thiên thi tông cùng thiên yêu cốc người, hắn lập tức liền đem Bạch Xích Tuyết giải quyết tại chỗ. Nhìn thấy tiểu ma quân cái kia tràn ngập tà hỏa ánh mắt, Bạch Xích Tuyết không khỏi khuôn mặt nhỏ tái đi, không dám lên tiếng. Ngươi, ngươi còn có ngươi, mấy người các ngươi trước xuất phát, phá giải trận pháp. Tiểu ma quân một chỉ trong đó năm người, lãnh khốc nói. Năm người kia sắc mặt khó coi, thở dài một tiếng. Không có cách nào, chỉ có thể phá giải trận pháp, có lẽ còn có đường sống, nếu không, trực tiếp liền bị đánh giết. Trước đó, đã có hai Phù Khôi tông đệ tử chống đối tiểu ma quân, bị hắn tàn nhẫn đánh chết. Đế thiên thần cung đại tiểu ma quân, thủ đoạn tàn nhẫn, tâm ngoan thủ lạt, ai không biết. Năm Phù Khôi tông đệ tử hướng về di tích bên trong đi, đế thiên thần cung tam phương, có người chăm chú nhìn chằm chằm. Một hồi, bên trong có quang mang bắt đầu lóng lánh, hiện Phù Khôi tông tử đệ đã bắt đầu phá trận. Nhưng cũng không lâu lắm, liền có một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chuyện gì xảy ra? Tiểu ma quân thanh âm, xa xa truyền ra. Nhất cái Phù Khôi tông đệ tử phá trận, bị đại trận đánh chết. Nhất cái đế thiên thần cung đệ tử đến đây bẩm báo. Thật sự là phế vật, tiểu ma quân quát lạnh. Bạch Xích Tuyết còn có cái khác Phù Khôi tông đệ tử, lộ ra đau thương chi sắc. Tứ đại trong thế lực, Phù Khôi tông vốn là yếu nhất, hiện tại cái khác tam phương liên thủ đối phó bọn hắn càng thêm không có sức phản kháng. Này chút Phù Khôi tông đệ tử quá yếu, chỉ sợ rất khó phá vỡ nơi này trận pháp. Thiên thi tông trong đám người, một người mặc huyết y, gánh vác huyết kiếm thanh niên âm thanh lạnh lùng nói. Người này tên là Huyết Kiếm Thất, thiên kiêu bảng bài danh, còn cao hơn tiểu ma quân mấy tên. Không sai, nếu là Phù Khôi tông cái kia 13 hậu tuyển tông tử bị chúng ta bắt được nhất cái. Cái kia phá giải khả năng, liền gia tăng thật lớn. Nhất cái thiên yêu cốc thiên kiêu, liếm môi một cái nói. Những tên kia, cũng không biết ở nơi nào, ta trong mấy ngày qua, không có đụng phải nhất cái. Huyết Kiếm Thất nói. Không sai. Những người khác cũng gật đầu. Về phần phá giải trận pháp bị đánh chết Phù Khôi tông đệ tử, bọn hắn thờ ơ, hơn nữa còn cho rằng đối phương là cái phế vật, ngay cả trận pháp đều phá giải không được. Mấy người chính trò chuyện, đột nhiên, bọn hắn giật mình, nhìn về phía đông bầu trời. Ba đạo hồng quang hướng về bên này bay tới, hồng quang tản ra, xuất hiện ba thân ảnh. Chính là Lục Minh Hải Phỉ, Lưu Quang ba người. Lục Minh, là ngươi này rác rưởi. Tiểu ma quân Lạc Ly đầu tiên mở miệng, trong mắt tràn ngập lửa giận. Lần trước, hắn thế mà bị Lục Minh dùng khôi lỗi nổ thương, hắn hận không thể đem Lục Minh rút gân lột xương, tuyệt đối không nghĩ tới, Lục Minh lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Lục Minh, là hắn, còn có hai Phù Khôi tông đệ tử. Ha ha, thế mà còn có người đưa tới cửa. Những người khác nhao nhao kêu lên. Đặc biệt là đế thiên thần cung thiên yêu cốc thiên kiêu, nhìn về phía Lục Minh, ánh mắt một mảnh lửa nóng. Đánh chết Lục Minh, thế nhưng là có trọng thưởng. Lục Minh, sao ngươi lại tới đây? Đi mau a, bọn hắn muốn đuổi bắt chúng ta Phù Khôi tông đệ tử giúp bọn hắn phá trận, đi mau a. Nhìn thấy Lục Minh, Bạch Xích Tuyết kêu to, lộ ra vẻ lo lắng. Nơi này tam phương thế lực thiên kiêu nhiều lắm, thực lực quá mạnh, coi như Lục Minh lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào là bọn hắn đối thủ. Lục Minh đối Bạch Xích Tuyết mỉm cười, ánh mắt quét qua bốn phía, trong mắt lóe lên một sợi sát cơ. Bá, bá, thân hình chớp động, đế thiên thần cung thiên yêu cốc, đều có thiên kiêu động, xuất hiện Lục Minh bốn phía, ẩn ẩn chặt đứt đường lui của hắn. Lục Minh, lần này, ta xem ngươi đi hướng nào. Không đem ngươi rút gân lột ra, ta liền không gọi Lạc Ly. Tiểu ma quân lạnh lẽo nhìn xem Lục Minh. Các ngươi không phải muốn phá giải nơi này trận pháp sao? Ta tới giúp các ngươi phá giải. Lục Minh nhàn nhạt quét tiểu ma quân một chút, nói. Ngươi có thể phá giải. Huyết Kiếm Thất nhãn tình sáng lên. Lục Minh xòe bàn tay ra, một đoàn màu tím ngọn lửa tinh thần Lục Minh lòng bàn tay nhảy vọt. Cấp 7 Minh Luyện Sư. Càng nhiều người mắt sáng rực lên. Thế nào,
Ta giúp các ngươi phá giải trận pháp, nhưng ta có một điều kiện, thả cái khác Phù Khôi Tông đệ tử. Lục Minh lớn tiếng nói. Thả bọn hắn, không có khả năng, Lục Minh, ngươi có tư cách gì cùng chúng ta nói điều kiện? Tiểu Ma Quân lạnh lẽo nói. Ha ha, không sai, này Lục Minh, thật sự là xuẩn, thế mà đưa tới cửa, vừa vặn, cầm xuống ngươi, ngươi còn không phải phải ngoan ngoan giúp chúng ta phá trận. Lục Minh phía bên phải, một thanh niên cười lạnh. Người thanh niên này, gọi là Toàn Bay, cũng là đế thiên thần cung nhất cái tuyệt đại thiên kiêu bảng bài danh không chín tên, hiện, một thân tu vi đã đạt đến linh thai nhất trọng đỉnh phong, vô cùng cường đại, cho dù Lục Minh là cấp 7 minh luyện sư, hắn cũng căn bản không sợ, nhanh chân hướng về phía trước, hướng về Lục Minh bước. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, cho chúng ta phá trận. Toàn Bay cười lạnh, nhanh chân hướng về phía trước, một trường hướng về Lục Minh đập. Một trường này, uy lực vô cùng lớn, khổng lồ trường lực, bốn phương tám hướng, đem Lục Minh khóa chặt. Lục Minh quay đầu, lạnh lùng nhìn xem hắn. Lan. Đột nhiên, Lục Minh hét lớn một tiếng, bước chân hướng về phía trước đạp mạnh. Oanh. Đại địa oanh minh, Toàn Bay đánh ra trường lực, trong nháy mắt sụp đổ, lập tức, Lục Minh một bàn tay phiến ra. Ba. Một bàn tay, trực tiếp phiến Toàn Bay trên mặt, Toàn Bay kêu thảm một tiếng. Toàn bộ người như nhất cái phá bao tải, bay ra mấy ngàn thước, trùng điệp đập xuống đất, nằm trên mặt đất không ngừng run rẩy. Từng tia, một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm vang lên, đám người khiếp sợ nhìn xem Lục Minh. Một bàn tay, thế mà trực tiếp quạt bay đạt tới linh thai cảnh nhất trọng đỉnh phong Toàn Bay, Lục Minh chiến lực, làm sao mạnh như vậy? Mặc dù, vừa rồi Toàn Bay là chủ quan, đều không có thi triển huyết mạch dung hợp, nhưng coi như như thế, Lục Minh chiến lực, cũng cực kỳ đáng sợ. Lớn mật, dám đánh thương đế thiên thần cung thiên kiêu, ta hiện liền phế bỏ ngươi. Tiểu Ma Quân nổi giận, toàn thân ma khí trùng thiên, bước ra một bước, thân hình liền hướng về Lục Minh sông, bàn tay lăng không một bổ, một đạo đáng sợ đao mang, hướng về Lục Minh bạo chảm mà. Lục Minh ánh mắt lạnh lẽo, mảy may không sợ, trực tiếp bạo phát một đạo long lực, trên thân thể của hắn, bao trùm một tầng lân giáp, một quyền hướng về phía trước oanh. Oanh! Quyền mang đao quang tương giao. Bộc phát ra kịch liệt oanh minh, Lục Minh Tiểu Ma Quân thân thể cùng nhau hướng lui về phía sau ra ba bước. Không có khả năng. Tiểu Ma Quân nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm bên trong đều là không thể tưởng tượng nổi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Lục Minh thế mà có thể một chiêu đem hắn đánh lui. Mặc dù, vừa rồi một đao kia, hắn căn bản không có dùng ra toàn lực. Linh thai tứ trọng. Lục Minh giật mình. Tiểu Ma Quân lạc ly, so với một lần trước mạnh hơn. Đột phá một cái cấp bậc, đạt tới linh thai tứ trọng cảnh, so Lục Minh hiện, cao hơn hai cấp độ. Bất quá coi như cao hơn hai cấp độ, thì thế nào? Lục Minh làm theo có lòng tin. Chung quanh, huyết kiếm thất, huyết kiếm cửu, còn có ly hỏa kiếm ly thiên ca, thiên yêu cốc thiên kiêu, trên mặt đều lộ ra một tia ngưng trọng. Lục Minh chiến lực, vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Bạch xích tuyết, còn có cái khác Phù Khôi Tông tử đệ, cũng là trợn mắt hốc mồm. Lục Minh. Thế mà có thể Tiểu Ma Quân lạc ly chống lại, loại này tiến bộ cũng quá lớn. Giết! Tiểu Ma Quân bạo giống một tiếng, trên thân ma khí lăn lộn, đao mang trùng thiên. Hưu! Kinh thiên đao mang, phá toái hư không, hướng về Lục Minh chém xuống. Một đao kia, so sánh với một đao, mạnh một mảng lớn. Xem ngươi làm sao cản. Nương theo lấy đao quang, Tiểu Ma Quân lãnh đạm thanh âm vang lên. Có đúng không? Lục Minh cười lạnh. Bước ra một bước, hắn khí tức trên thân mạnh hơn, trong cơ thể, đạo thứ hai long lực bộc phát. Oanh! Lúc trước, tiếng oanh minh lên, kinh khí oanh minh. Đụng, đụng, đụng. Lần này, Tiểu Ma Quân đồng dạng liền lùi lại ba bước, mà Lục Minh lui về sau hai bước. Tiểu Ma Quân, thế mà rơi hạ phong, đám người khiếp sợ không thôi. Hiện, bọn hắn đã thấy, Lục Minh tu vi, mới linh thai nhị trọng mà thôi, mà Tiểu Ma Quân thế nhưng là linh thai tứ trọng. Lục Minh thế mà có thể vượt qua hai cấp bậc, đem Tiểu Ma Quân áp chế tại hạ phong, cái này sao có thể? Đơn giản không thể tưởng tượng nổi, Tiểu Ma Quân là ai? Thiên tài trong thiên tài a. A, chết, chết, ta muốn ngươi chết, cửu tử ma đao. Tiểu Ma Quân bạo giống, sát cơ như nước thủy triều, đao quang chém ra, ma uy kinh thiên, uy lực lớn đến đáng sợ. Chỉ bằng ngươi, còn chưa đủ. Lục Minh bước chân đạp mạnh, hướng về Tiểu Ma Quân sông. Trong cơ thể, lại có một đạo long lực bộc phát. Lục Minh lực lượng mạnh hơn, mỗi đấm ra một quyền, không gian đều rung động dữ dội, giống như theo thì đều có thể nứt toát ra.
Lục Minh tiểu ma quân đại đánh nhau, phiến địa vực này phát ra rung động dữ dội. Bá. Hai người mặt đất, đại chiến đến không trung, đảo mắt giao thủ hơn 10 chiêu. Đụng. Tiếp theo, một bóng người cực tốc rơi xuống, trùng điệp đạp trên mặt đất, một ngụm máu tươi phun ra. Là tiểu ma quân Lạc Ly, hắn thụ thương, thế mà bị Lục Minh kích thương. Lục Minh đứng lơ lửng trên không, lơ lửng giữa không trung, ánh mắt lạnh lùng, nhìn xuống tiểu ma quân. Bá, bá. Này lúc, Ly Thiên Ca, Thiên Yêu Cốc hai cường đại thiên kiêu, thân hình chớp động, đem Lục Minh vây vào giữa. Lạc Ly, chúng ta đồng loạt ra tay, cầm xuống Lục Minh. Ly Thiên Ca mở miệng. Không sai, không cần cùng hắn nói nhảm. Thiên Yêu Cốc thiên kiêu cũng nói. Huyết Kiếm Thất, cùng Huyết Kiếm Cửu, cũng ánh mắt bất thiện nhìn về phía Lục Minh. Ha ha ha. Này lúc, Lục Minh chợt cười to. Lục Minh, ngươi cười cái gì? Ly Thiên Ca âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi coi là liên thủ liền có thể cầm xuống ta. Buồn cười, ta thật liều chết một trận chiến, ta có đầy đủ tự tin, đánh chết ngươi nhóm một người trong đó. Lục Minh ánh mắt lãnh đạm Ly Thiên Ca trên thân mọi người quét qua. Không biết thế nào, bọn hắn bị Lục Minh ánh mắt quét đến, trong lòng đều là lạnh lẽo. Bọn hắn không có hoài nghi Lục Minh, vừa rồi Lục Minh tiểu ma quân đại chiến, mặc dù tiểu ma quân cũng không có bộc phát ra toàn lực, còn không có thi triển huyết mạch dung hợp, nhưng Lục Minh đồng dạng không có thi triển huyết mạch dung hợp. Với lại, bọn hắn ai cũng không biết, Lục Minh còn có hay không cái khác át chủ bài chưa hề dùng tới, nếu là còn có mạnh hơn át chủ bài, liều chết một trận chiến, đánh giết bọn hắn một người trong đó, vẫn là có khả năng. Như bọn hắn bực này thiên kiêu, ai nguyện ý cùng Lục Minh đồng quy vu tận. Nghĩ tới đây, Nhất Cái sắc mặt có chút khó coi. Ta nói, ta lần này tới là đến hợp tác, các ngươi thả Phù Khôi Tông đệ tử, ta giúp các ngươi phá giải trận pháp, phá giải xong trận pháp về sau, bên trong bảo vật, liền đều bằng bản sự, như thế nào? Nếu thật muốn một trận chiến, đến thì di tích này bên trong bảo vật, ai cũng đừng nghĩ đạt được. Lục Minh mở miệng nói. Lần này, hiện trường rơi vào trầm mặc. Huyết Kiếm Thất chờ, sắc mặt nghiêm túc, tựa hồ đang trầm tư. Lục Minh khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt. Đây chính là thực lực, chỉ có thực lực cường đại, mới có thể nói chuyện hợp tác, hiện, Lục Minh đã triển lộ ra thực lực cường đại. Nếu là không có thực lực, cùng đối phương nói chuyện hợp tác, cái kia chính là trò cười, trực tiếp liền sẽ bị đối phương chấn áp. Để Phù Khôi Tông đệ tử rời đi, là không thể nào, nếu thật thả bọn họ đi, đến thì ngươi đùa nghịch hoa dạng gì, chúng ta chưa hẳn có thể lưu lại ngươi. Ly Thiên Ca mở miệng nói. Không sai, thả bọn họ đi, không được, nhưng để cho bọn hắn đi theo ngươi cùng một chỗ phá giải trận pháp, còn có thể. Huyết Kiếm Thất nói. Để những Phù Khôi Tông kia đệ tử đi theo Lục Minh cùng một chỗ phá giải trận pháp, bọn hắn nhưng bốn phía nghiêm phòng, dạng này, lượng Lục Minh cũng đùa nghịch không ra hoa dạng gì đến. Tốt, cái kia cứ làm như thế, Phù Khôi Tông đệ tử buông tha tới, còn có chính phá trận Phù Khôi Tông đệ tử, cùng một chỗ thả. Lục Minh nói. Ly Thiên Ca chờ gật đầu, sau đó, để Phù Khôi Tông đệ tử đi đến Lục Minh bên người. Tông tử. Lục Minh tông tử. Nhất cái Phù Khôi Tông đệ tử đi đến Lục Minh bên người, cảm kích nhìn Lục Minh. Lục Minh gật gật đầu, tùy ý nhìn về phía trước, âm thanh lạnh lùng nói, còn có một người, vì cái gì không thả. Bạch Xích Tuyết, còn trên tay bọn họ. Nữ tử này, không thể thả, ta nhìn nàng cùng ngươi quan hệ không tầm thường, vì phòng ngừa ngươi dở trò lừa bịp, nàng nhất định phải khống chế trong tay chúng ta. Tiểu ma quân đi đến Bạch Xích Tuyết bên người, xảo trá cười nói. Lục Minh trong mắt hiện lên một tia lãnh quang. Những người này đều là thiên kiêu, nhất cái tâm tư thâm trầm, tâm tư phi thường kín đáo, đương nhiên không có khả năng tin hoàn toàn Lục Minh. Tốt, hiện chúng ta liền phá trận. Lục Minh nói xong, nhanh chân hướng về di tích bên trong đi. Cái khác Phù Khôi Tông đệ tử thật chặt đi theo hắn. Đi, chúng ta đuổi theo, đừng cho hắn vung mánh khóe. Tiểu ma quân nói, trong mắt sát cơ không ngừng lấp lóe, đối Lục Minh thống hận vô cùng. Thiên Yêu Cốc, Thiên Thi Tông Thiên Kiêu cũng gật gật đầu. Ba phe nhân mã, lưu lại số ít người ở bên ngoài canh chừng, bọn hắn nhao nhao khởi hành, đi theo Lục Minh bọn hắn, tiểu ma quân càng là tự mình động thủ, ngón tay chế trụ Bạch Xích Tuyết bả vai, để nàng không có cơ hội đào thoát. Mấy ngàn thước về sau, Lục Minh ngừng lại. Phía trước, liền là trận pháp dày đặc khu vực, phiến khu vực này, đại vực có vạn mét tả hữu chiều sâu, vượt qua phiến khu vực này, mới đến hạch tâm nhất dãy cung điện. Nói cách khác, này vạn mét khu vực, đều là trận pháp dày đặc khu vực.
Lục Minh bước chân tại mặt đất nhẹ nhàng đạp mạnh, từng dãy minh văn, như còn sống tiểu xà, hướng về phía trước du lịch. Sau một khắc, phía trước trên mặt đất, hiện ra nhất cái phức tạp trận pháp, lóng lánh hào quang bảy màu. Lục Minh ánh mắt, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào cái kia chút trận pháp, tìm kiếm trận pháp nhược điểm, suy nghĩ phá giải chi đạo. Sau một lát, hắn duỗi ra ngón tay, lăng không vung vẩy, từng đạo minh văn, hướng về phía trước bay, không có vào đến cái kia chút trong trận pháp. Đụng, đụng. Ngừng lại lúc, có mấy đạo trận pháp sụp đổ ra, hóa thành quang mang tiêu tán. Ly Thiên Ca, huyết kiếm thất trở nhãn tình sáng lên, mới như thế một hồi, Lục Minh liền phá giải mấy đạo trận pháp, phá trận có hy vọng. Cùng lúc, trong mắt bọn họ, cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, Lục Minh minh luyện chi đạo trình độ, bọn hắn tưởng tượng phía trên A. Lạc Ly, hào hào nhìn chằm chằm nữ tử này, này Lục Minh, am hiểu sâu trận pháp chi đạo, mà ở trong đó tất cả đều là trận pháp, chúng ta phải cẩn thận một chút, phòng ngừa hắn chơi hoa văn. Ly Thiên Ca cho Lạc Ly truyền âm. Ta biết, yên tâm, có ta nhìn nàng, Lục Minh không có cơ hội. Lạc Ly gật gật đầu. Tông tử thật là lợi hại. Bên cạnh, Phù Khôi tông đệ tử hướng Lục Minh ném kính nể ánh mắt. Bọn hắn có ít người đã ở chỗ này phá giải trận pháp đã mấy ngày, biết rõ nơi này trận pháp có bao nhiêu khó phá, mấy ngày nay, đã có không ít Phù Khôi tông đệ tử bởi vì phá trận, bị trận pháp đánh giết. Nhưng Lục Minh tới đây về sau, mới quan sát một lát mà thôi, liền ngay cả phá vài tòa đại trận. Bọn hắn biết, Lục Minh trận pháp chỉ đạo bên trên, không biết vượt qua bọn hắn bao xa. Lục Minh tiếp tục quan sát, lần này, hắn tiêu tốn thời gian ngắn hơn, ngón tay huy động liên tục, phía trước, lại có trận pháp sụp đổ ra. Lục Minh phát hiện, khi vận chi chiến mảnh thế giới này xuất hiện trận pháp, sẽ không đặc biệt cao cấp, sẽ không đặc biệt khó khăn, sẽ không xuất hiện vượt xa khỏi bọn hắn phạm vi năng lực trận pháp. Thật giống như cố ý như thế, cho bọn hắn lịch luyện cơ hội. Lục Minh đối khí vận chi chiến, tràn ngập tò mò, hắn luôn cảm giác, này phía sau lại một đôi vô hình bàn tay lớn, đang thao túng đây hết thảy. Trong lòng lắc đầu, những việc này, không phải hắn bây giờ có thể nghĩ, suy nghĩ cũng vô dụng. Nghe nói, khí vận chi chiến, liền ngay cả hải ngoại đại lục khác, đều cùng tiến hành, có thể điều khiển vô tận đại lục, tiến hành khí vận chi chiến, bực này thông thiên năng lực, hắn muốn lại nhiều, thì có ích lợi gì. Liền xem như võ hoàng cường giả, còn không phải ngoan ngoãn bồi dưỡng môn hạ thiên kiêu, thu hoạch được khí vận. Những võ hoàng kia tồn, chẳng lẽ liền không muốn tìm tòi nghiên cứu phía sau bí mật. Bọn hắn đương nhiên muốn, không có cái năng lực kia mà thôi. Hất ra trong lòng tạp niệm, Lục Minh tiếp tục phá trận. Hắn phá trận tốc độ thật nhanh, một bên phá trận, một bên đi vào trong, thời gian một ngày, bọn hắn vào bên trong tiến lên 3.000 mét. Tiểu ma quân chờ, thật chặt cùng Lục Minh sau lưng. Trong mắt bọn họ, lóe ra lửa nóng quang mang. Tòa này di tích, hiện đầy nhiều đại trận như vậy, khẳng định không thể coi thường, bên trong bảo vật, định không tầm thường, nếu là đạt được, nhất định là đại cơ duyên, với lại, khí vận giá trị chỉ sợ cũng phi thường phong phú. Bọn hắn đều lộ ra vẻ chờ mong. Bất quá tiếp đó, Lục Minh phá trận tốc độ giảm bớt xuống tới, bởi vì càng đi bên trong, trận pháp liền càng phức tạp, càng khó phá giải. Tiếp đó, bỏ ra 2 ngày, bọn hắn mới cùng đẩy vào 3.000 mét. Khoảng cách những cung điện kia, còn có 4.000 mét. Sau cùng 4.000 mét, Lục Minh hết thảy hao tốn 5 ngày. Trước sau, Lục Minh đã liên tục phá trận 8 ngày. Này lúc, bọn hắn khoảng cách những cung điện kia, chỉ có khoảng 100 mét khoảng cách. Nhưng ở chỗ này, bọn hắn ngừng lại. Phía trước, trận pháp lóng lánh quang mang, có hỏa diễm, hàn băng, lôi điện, khí độc các loại không ngừng lấp lóe, chặn lại ánh mắt, hoàn toàn không nhìn thấy phía trước có cái gì. Lục Minh đã ở đây đứng dòng giã 3 cái tiểu thì. Lục Minh, ngươi làm gì? Làm sao còn không phá trận? Tiểu ma quân quát lớn. Nơi này trận pháp, ta không phá được. Lục Minh lắc lắc đầu nói. Ngươi không phá được. Tiểu ma quân chờ sững sờ. Lục Minh, ngươi tốt nhất nghĩ biện pháp phá giải, không phải vậy, các ngươi Phù Khôi tông người, nhất cái cũng đừng hòng ra, tất cả đều phải chết ở chỗ này. Tiểu ma quân lạnh lẽo nói. Xuẩn. Lục Minh nhìn về phía tiểu ma quân, đột nhiên quát lớn. Ngươi, ngươi nói cái gì, thằng chó chết, ngươi nói cái gì? Tiểu ma quân gầm thét. Lục Minh, thế mà mắng hắn xuẩn, hắn lửa giận ngút trời. Ngươi không phải xuẩn là cái gì, ta nói ta phá giải không được, không có nghĩa là chúng ta không thể vào, trận pháp chi đạo, có chết liền có sống, chỉ cần tìm được sinh lộ, không cần phá giải, liền có thể thông suốt thẳng đi,
ngay cả này thưởng thức cũng không biết, ngươi không phải xuẩn là cái gì? Lục Minh cười lạnh. Ngươi. Tiểu ma quân khuôn mặt đỏ lên, kém chút tức hộc máu. Nếu không phải hiện cần Lục Minh, hắn hận không thể một trường đánh chết Lục Minh. Rác rưởi, ngươi chờ đó cho ta, các loại tiến nhập cung điện, ta muốn đem này chút phù khôi tông đệ tử toàn bộ giết sạch, ở trước mặt ngươi, hào hào hưởng thụ nữ tử này. Tiểu ma quân trong lòng gầm thét, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng. Lục Minh, ngươi xem lâu như vậy, nhìn ra sinh lộ ở nơi nào sao? Ly Thiên Ca hỏi. Ở nơi đó. Lục Minh chỉ về phía trước. Ly Thiên Ca chờ, biến sắc. Lục Minh, ngươi chẳng lẽ đang nói đùa? Ly Thiên Ca trầm mặt nói. Bởi vì Lục Minh chỉ phương hướng, là một cái biển lửa, kinh khủng hỏa diễm đang thiêu đốt, nhìn một chút, cũng cảm giác phi thường đáng sợ. Cái kia chính là sinh lộ, các ngươi không tin, đều có thể phái người đi đầu, thử một lần liền biết. Lục Minh cười nhạt một tiếng. Hừ, ngươi cho chúng ta ngốc sao, để cho các ngươi phù khôi tông người đi đầu. Tiểu ma quân quát lạnh. Không sai, để cho các ngươi phù khôi tông đi đầu. Huyết kiếm thất cũng lạnh lùng mở miệng. Lục Minh sắc mặt ngừng lại thì có chút khó coi. Các ngươi đi đầu. Lục Minh đối những phù khôi tông kia đệ tử nói. Phù khôi tông đệ tử hai mắt nhìn nhau một cái, nhìn phía trước cái kia chút hỏa diễm, trong mắt có chút sợ hãi. Đi, tông tử sẽ không hại chúng ta. Hải phỉ dẫn đầu đi về phía trước, Lưu Quang đuổi theo, lập tức, những người khác phù khôi tông đệ tử nhao nhao đuổi theo, bước vào trong biển lửa, bọn hắn một bước vào biển lửa kia một trận vặn vẹo, phù khôi tông đệ tử thân ảnh, liền biến mất không thấy. Quả thật là sinh lộ, các ngươi đuổi theo sát, đừng cho những phù khôi tông kia đệ tử chạy. Tiểu ma quân tranh thủ thời gian phân phó nói. Mấy đế thiên thần cung thiên kiêu, mang theo hơn 10 tử sĩ, tranh thủ thời gian xông vào trong biển lửa. Nhưng là bọn hắn vừa xông vào biển lửa, liền nhao nhao phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bị ngọn lửa thiêu đốt, trong chớp mắt liền biến thành tro tàn. Ngọn lửa kia uy lực, đáng sợ vô cùng. Chuyện gì xảy ra, đáng chết, Lục Minh, ngươi dở trò lừa bịp, muốn chết. Tiểu ma quân ngừng lại thì bạo hống. Ly Thiên Ca, huyết kiếm thất trở, trên thân cũng tràn ngập ra đáng sợ sát cơ, bao phủ hướng Lục Minh. Cái gì ta dở trò lừa bịp, là ngươi tâm quá mau mà thôi, nơi này trận pháp, trồng chất, lại không đoạn chuyển biến, cái kia sinh lộ, cũng đang không ngừng chuyển biến, vừa rồi là sinh lộ, hiện đang thay đổi thành tử lộ, rất bình thường. Lục Minh cười nhạt nói. Ngươi làm sao không nói sớm? Tiểu ma quân bạo giống. Ngươi lại không hỏi ta. Ta tại sao phải nói, với lại ta không phải mới vừa gọi các ngươi người đi đầu sao? Ta lúc đầu dự định các ngươi người tiên tiến một nhóm, các loại sinh lộ biến hóa về sau, một lần nữa tìm tới mặt khác sinh lộ, tiến một nhóm. Là chính ngươi nhất định để phù khôi tông đệ tử đi trước, sau đó ta còn chưa lên tiếng, các ngươi người liền vội vàng xông lên, trách ai? Lục Minh bĩu môi, khinh bỉ nhìn xem tiểu ma quân. Tiểu ma quân tức giận đến mức cả người run run. Tốt, Lục Minh, ngươi một lần nữa tìm kiếm sinh lộ. Ly Thiên Ca cau mày nói. Cùng lúc, bọn hắn càng thêm nhìn kỹ Bạch Xích Tuyết. Hiện, phù khôi tông chỉ có một vị Bạch Xích Tuyết trên tay bọn họ. Lục Minh tiếp tục nhìn xem. Sau một lát, hắn một chỉ một khối tràn đầy lôi điện chi địa, nói cái kia chính là sinh lộ, từ nơi đó lên đường đi. Các ngươi, đi đầu. Tiểu ma quân chỉ hướng mấy tử sĩ. Muốn đi liền đi nhiều một chút, biệt mấy cái đi, trận pháp này càng vận hành, biến hóa càng nhiều, qua một đoạn thời gian, ngay cả ta đều phá giải không được. Lục Minh nói, các ngươi đều cùng một chỗ, yên tâm, có chúng ta ở đây, hắn không dám đùa hoa văn. Tiểu ma quân chỉ trong đó thiên kiêu, mà huyết kiếm thất, thiên yêu cốc thiên kiêu chờ, cũng an bài một nhóm người, dựa theo Lục Minh chỉ đường, vọt lên tiến. Quả nhiên không có việc gì, những người kia xông lên tiến lôi điện khu vực. Thân hình lóe lên phía dưới, nhào nhào biến mất. Như thế, Ly Thiên Ca đám người sắc mặt, mới hơi đẹp mắt. Sau đó, Lục Minh lại tiếp tục quan sát, tìm kiếm sinh lộ. Một lát sau, Lục Minh một chỉ một đầu che kín hàn băng khu vực, nói con đường này trải qua. Bất quá tiểu ma quân, Ly Thiên Ca, huyết kiếm thất chờ, cũng không có động. Này chút mạnh nhất thiên tài, không tin được Lục Minh, nếu là Lục Minh nói là giả, bọn hắn tiến, không phải chết rất ban. Mặc dù bọn hắn có Bạch Xích Tuyết nơi tay, nhưng liên quan đến bọn hắn tính mạng của mình, tự nhiên muốn cực kỳ thận trọng. Ta cảm thấy, chúng ta cùng một chỗ tiến, mới là tốt nhất. Tiểu ma quân nhìn về phía Lục Minh, đẩy Bạch Xích Tuyết chậm rãi đi lên trước. Ly Thiên Ca chờ gật đầu, như thế tốt lắm,
Nếu là có Lừa Dối, Lục Minh, còn có Bạch Xích Tuyết, đều muốn lâm vào nguy cơ. Như thế tốt lắm, ngươi cùng Xích Tuyết đi trước, ta đi ở giữa, dạng này các ngươi yên tâm. Lục Minh hướng bên cạnh lui lại mấy bước, tựa hồ muốn để mở. Tốt, Lục Minh, ngươi tốt nhất đừng giở trò lừa bịp, không phải vậy, hai người các ngươi đều muốn mất mạng. Tiểu Ma Quân âm thanh lạnh lùng nói, nắm vuốt Bạch Xích Tuyết bả vai, đi về phía trước. Lục Minh đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, Tiểu Ma Quân lúc này mới yên tâm, hướng về hàn băng khu vực đi. Hiu, hiu. Liền này lúc, mặt đất phát quang, không biết thì hiện ra một cái trận pháp, mấy cái sắc bén kiếm khí, hướng về Tiểu Ma Quân mi tâm đâm, tốc độ nhanh như thiểm điện. Tiểu Ma Quân tâm vừa mới thư giãn, nào ngờ tới còn có chiêu này, theo bản năng, liền là buông tay, lui lại, để cầu tự vệ. Bá. Này lúc, Lục Minh động, thân thể như một đạo lưu quang, hướng về Tiểu Ma Quân sông, kinh khủng quyền kình, như giống như cuồng phong bạo vũ, hướng về Tiểu Ma Quân oanh kích mà. Lục Minh. Tiểu Ma Quân gầm thét, bàn tay chém ra một đao. Đụng. Tiểu Ma Quân thân hình ngay cả liền lui về phía sau. Đáng chết, ngăn lại lối ra. Ly Thiên Ca, Huyết Kiếm Thất, Huyết Kiếm Cửu, còn có Thiên Yêu Cốc Thiên Kiêu nhao nhao gầm thét, trong đó, Thiên Yêu Cốc một vị Thiên Kiêu, tốc độ nhanh nhất, khoảng cách hàn băng khu vực gần nhất, thân hình lóe lên, liền xuất hiện hàn băng khu vực miệng, phòng ngừa Lục Minh tiến vào. Mà những người khác, lại nhao nhao xuất thủ, hướng về Lục Minh giết. Ly Thiên Ca, Huyết Kiếm Thất, Huyết Kiếm Cửu, còn có Thiên Yêu Cốc Yêu Tộc Thiên Kiêu, tu vi đều linh thai cảnh tứ trọng. Đặc biệt là Ly Thiên Ca Huyết Kiếm Thất, càng là đạt đến linh thai cảnh tứ trọng đỉnh phong, đám người liên thủ, uy lực lớn kinh khủng, phảng phất muốn đem Lục Minh nghiền nát. Giờ khắc này, Lục Minh không chút do dự, trực tiếp bộc phát ra năm đạo long lực. Thân thể của hắn, tràn đầy lực lượng. Xích Tuyết, đi kịch độc khu vực. Chân nguyên phun ra, Lục Minh kéo một phát Bạch Xích Tuyết, đưa nàng tiến lên kịch độc khu vực. Kịch độc khu vực trước, căn bản không có người ngăn cản. Lục Minh mới vừa nói hàn băng khu vực là sinh lộ, nói là nói láo, kỳ thật, kịch độc khu vực mới là sinh lộ, mục đích, liền là phân tán sức chú ý của đối phương. Bạch Xích Tuyết thân ảnh không có vào đến kịch độc khu vực, biến mất không thấy gì nữa, căn bản không người ngăn cản. Đáng chết! Ly Thiên Ca chờ, biết bị lừa rồi. Oanh, oanh! Đẩy đi Bạch Xích Tuyết cùng lúc, Lục Minh liên tục oanh ra mấy quyền, ngăn cản Ly Thiên Ca chờ, kéo dài thời gian, các loại sinh lộ biến ảo. Đám người đối oanh, đáng sợ quang mang đem Lục Minh bao phủ, Lục Minh thân thể chấn động mãnh liệt, sau này liền lùi lại. A, à, đáng chết, ngăn lại hắn. Tiểu Ma Quân giống to, hướng về Lục Minh vọt tới. Là lời nói thật, hắn hiện cũng không dám xông vào kịch độc khu vực, ai biết hiện sinh lộ có không có biến hóa, chỉ có thể cầm xuống Lục Minh, gọi hắn dẫn đường. Đụng, đụng. Lục Minh bước chân ngay cả đạp, trận pháp hiện hiện, lập tức song quyền liên tục oanh ra, đánh ra đáng sợ quyền kình. Hắn trận pháp võ đạo dùng được, ngăn cản đông đảo thiên kiêu. Lục Minh, ngươi hôm nay đi không nổi, coi như ngươi cứu đi Phù Khôi Tông người thì thế nào? Ngươi cũng muốn lưu lại. Ly Thiên Ca ánh mắt băng hàn, một đám lửa chiến kiếm trong tay hắn ngưng tụ, tràn ngập ra kinh người nhiệt độ cao. Đây là ly hỏa, một loại cực kỳ đáng sợ hỏa diễm, không thể so với Vương Gia Tử Cực Thiên Hỏa kém. Cùng lúc, Huyết Kiếm Thất, Huyết Kiếm Cửu, trên thân huyết quang tràn ngập, ánh kiếm màu đỏ ngòm, tràn ngập ra mãnh liệt mùi máu tanh, phá toái hư không, chém về phía Lục Minh. Nhất cái Thiên Yêu Cốc Thiên Kiêu, hóa thân một cái mãnh hổ, móng vuốt nhọn hoắt như thiên đao, cắt đứt không gian, hướng về hắn bắt. Cùng lúc, Tiểu Ma Quân, còn có một người mặc áo bào xanh Thiên Yêu Tộc Thiên Kiêu công kích, cũng đến. Lục đại Thiên Kiêu liên thủ, uy lực lớn đến kinh người. Sáu người, phương hướng khác nhau, hướng về Lục Minh công kích mà. Lục Minh cũng không đón đỡ, hắn trực tiếp hướng về nhìn yếu nhất Huyết Kiếm Cửu phương hướng sông. Oanh! Một quyền oanh huyết sắc kiếm quang bên trên, Huyết Kiếm Cửu thân thể chấn động mãnh liệt, tiếp tục lui lại, Lục Minh nhanh chân hướng về phía trước, thân hình trước liên tục, tránh khỏi chư thiên kiêu công kích, hướng về lôi điện khu vực cực tốc chạy. Không tốt, lôi điện khu vực là sinh lộ, hắn muốn tiến, ngăn cản hắn. Cách Thiên Hà gầm thét. Giống! Cái kia mãnh hổ giống rít gào, bốn chân đạp một cái, cực tốc hướng về Lục Minh tấn công mà. Nhưng Lục Minh thân thể dừng lại, đột ngột lui lại, tránh khỏi mãnh hổ công kích, hướng về một bên khác tránh. Lưu lại cho ta. Tiểu Ma Quân gầm thét, đen kịt đao quang, chém về phía Lục Minh. Nhưng Lục Minh thân thể lại là một trận, như trượt không lưu thu cá trạch,
lóe lên phía dưới, tránh khỏi tiểu ma quân công kích, lại tránh về một bên khác. Thân thể của hắn linh hoạt vô cùng, tả xung hữu đột, căn bản không cùng bọn hắn liều mạng. Tăng thêm bọn hắn muốn đề phòng đường lui, lại phải đề phòng phía trước trận pháp, phòng ngừa Lục Minh phá vây, phân tâm phía dưới, trong lúc nhất thời căn bản không làm gì được Lục Minh. Đáng chết! Sáu vị thiên kiêu, tức đến muốn phun máu ra. Về phần những người khác, căn bản khó mà ngăn cản Lục Minh mảy may, bị Lục Minh đụng một cái, trực tiếp liền là xương cốt đứt gãy, bay ra thật xa. Bá! Lục Minh thân hình lại lóe lên, xông về hỏa diễm khu vực. Bọn hắn coi là hỏa diễm khu vực là sinh lộ, vội vàng ngăn cản, nhưng Lục Minh thân hình đột nhiên nhất chuyển, xông về kịch độc khu vực. Lần này, Lục Minh trực tiếp hất ra bọn hắn, một bước bước vào kịch độc khu vực, lóe lên phía dưới, thân hình liền biến mất không thấy. Đầu này là sinh lộ, xông vào. Thiên yêu cốc áo bào xanh thanh niên, tốc độ nhanh nhất, theo sát lấy Lục Minh, vọt vào kịch độc khu vực. Nhưng hắn xông lên tiến kịch độc khu vực, lập tức phát ra tiếng kêu thảm, hóa thành một cái màu xanh thần ưng, bộc phát toàn lực, mới vọt ra, nhưng toàn thân xanh lét, đã thân trúng kịch độc. Nếu không có hắn tu vi cao thâm, chiến lực cường đại, chỉ sợ cũng phải bỏ mạng ở bên trong. Hiển nhiên, vừa rồi Lục Minh sở dĩ cùng bọn hắn chuyển đến chuyển, liền là đang tính thời gian, hắn bóp tốt thời gian, coi như kịch độc khu vực trở thành sinh lộ thời gian sắp hao hết lúc, Lục Minh mới vọt lên tiến. Mà khi áo bào xanh thanh niên theo sát lấy hắn xông vào về phía sau, sinh lộ đã thay đổi, trở thành tử lộ. Đây hết thảy, Lục Minh đã coi là tốt. A, đáng chết Lục Minh, rác rưởi, xúc sinh, ta tất sát ngươi. Tiểu ma quân phát ra tức giận gào thét. Những người khác cũng sắc mặt cực kỳ khó coi, bọn hắn nhiều người nhìn như vậy, đến cuối cùng, thế mà còn bị Lục Minh cứu đi tất cả phù khôi tông đệ tử, liền ngay cả Lục Minh bản thân, bọn hắn cũng không thể ngăn lại. Này nếu là truyền ra, mất mặt quá mức rồi. Đã nơi này sinh lộ tử lộ, đang không ngừng biến hóa, vậy chúng ta liền từng cách thử, dù sao hết thảy mới chín mảnh khu vực. Ly Thiên Ca lạnh lùng mở miệng. Ân, chỉ có như vậy, ngươi trừ hỏa diễm khu vực, ngươi hàn băng khu vực. Lúc này, huyết kiếm 17 bắt đầu phân phó cái kia chút tử sĩ. Chín khối khu vực, không ngừng biến hóa, vậy dễ làm, chỉ cần gọi chín tử sĩ cùng thì bước vào chín mảnh khu vực. Tự nhiên là biết cái nào khu vực là sinh lộ. Chín tử sĩ, nghĩa vô phản cố cùng thì bước vào chín mảnh khu vực, lập tức, liền có 8 người vẫn lạc, chỉ có một người một mảnh hắc vụ trong khu vực sống sót, lóe lên phía dưới, biến mất không thấy gì nữa. Sinh lộ ở nơi đó, xong. Tiểu ma quân chờ, nhao nhao phóng tới cái kia phiến hắc vụ khu vực, biến mất không thấy gì nữa. Lục Minh bước vào kịch độc khu vực về sau, sau một khắc, hắn liền xuất hiện một tòa cung điện trước cửa. Bốn phương tám hướng, không có một thân ảnh. Trước đó tiến vào phù khôi tông đệ tử, còn có cái khác mấy phương đệ tử, cũng không có nhìn thấy. Xem ra, cái kia trận pháp tiến vào lúc, là ngẫu nhiên truyền tống đến vùng cung điện này các ngõ ngách. Lục Minh suy nghĩ, hy vọng xích tuyết bọn hắn, không được đụng bên trên tiểu ma quân chờ. Lục Minh trong lòng cũng rõ ràng, cái kia trận pháp, ngăn không được tiểu ma quân bọn hắn, chỉ cần phái 9 người thử một lần, là có thể. Lúc này, Lục Minh đánh giá đến chung quanh. Đập vào mi mắt, khắp nơi đều là cung điện ở giữa, có cái hẻm nhỏ. Lập tức, Lục Minh đi vào trước mặt hắn tòa cung điện kia, trong cung điện, cái gì cũng không có, trống rỗng. Lắc đầu, Lục Minh dọc theo một đầu cái hẻm nhỏ, hướng về cái khác cung điện đi. Nhưng đi một hồi, hắn nhướng mày, hắn phát hiện, hắn bước vào một cái trận pháp bên trong. Trận pháp này, giống như nhất cái mê trận. Bởi vì hắn trong hẻm nhỏ đi một hồi, lại về tới tại chỗ. Vùng cung điện này bên trong, đồng dạng có trận pháp. Lục Minh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Có trận pháp mới tốt, có trận pháp, đối với phù khôi tông đệ tử là một loại ưu thế, coi như đụng phải tiểu ma quân chờ, cũng chưa chắc không có cơ hội đào tẩu. Lúc này, Lục Minh tinh tế quan sát bốn phía. Một lát sau, Lục Minh khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười, chân đạp huyền diệu bộ pháp, đông một bước tây hai bước. Đi về phía trước đi, nửa giờ sau, hắn liền đi ra cái kia mê trận. Phía trước, một tòa cung điện to lớn, xuất hiện ở trước mặt hắn. Cung điện đại môn, đóng chặt lại. Lục Minh tiến lên đẩy, đại môn liền mở, Lục Minh thẳng đi tiến. Trong cung điện trống rỗng, bất quá tận cùng bên trong nhất, còn có một cái cửa đá. Lục Minh hướng về cánh cửa đá kia đi. Hiu, hiu. Đột nhiên, hai bên có sắc bén tiếng xé gió vang lên. Hai đạo đao quang, hướng về Lục Minh chạm. Lục Minh thân hình khẽ động,
về phía sau lóe lên, tránh khỏi hai đạo đao quang, nhưng hai đạo đao quang liên miên bất tuyệt, không ngừng hướng về Lục Minh chạm. Khôi lỗi. Này lúc, Lục Minh phát hiện, công kích hắn, là hai cỗ khôi lỗi. Hai cỗ khôi lỗi, là nhân hình, trên thân có kim loại sáng bóng, trong mắt thành kim sắc, tràn đầy lãnh đạm vô tình khí tức, trong tay riêng phần mình có một thanh đại đao, chém về phía Lục Minh. Lục Minh vận chuyển chấn mục thiên công, bàn tay lượn lờ bốn loại ý cảnh, liên tục bổ hai trường. Khi, hai tiếng nổ mạnh, hai khôi lỗi bị Lục Minh kích về phía sau liền lùi lại. Tương đương với linh thai tam trọng đỉnh phong. Lục Minh trong lòng hơi động. Hai cỗ khôi lỗi bị Lục Minh đánh lui, bước chân đạp một cái, lại hướng Lục Minh vọt tới. Bá. Lục Minh chợt lách người, lại là hai trưởng bổ ra. Này hai trưởng, trực tiếp bổ hai cỗ khôi lỗi trên thân, hai cỗ khôi lỗi bị kích chia năm xẻ bảy. Lục Minh nhanh chân hướng về phía trước, hướng về cửa đá đi, không có khôi lỗi đi ra ngăn cản. Lục Minh đẩy ra cửa đá. Phía trước là một gian thạch thất phía trước cũng có một cái cửa đá. Bất quá khi Lục Minh bước vào thạch thất về sau, lại có hai cỗ khôi lỗi xuất hiện, thẳng hướng Lục Minh. Lần này, hai cỗ khôi lỗi thực lực, đạt đến linh thai tứ trọng. Y nguyên bị Lục Minh tùy tiện giải quyết. Lục Minh tiến lên, đẩy ra cửa đá về sau, vẫn là một gian thạch thất phía trước, vẫn là một cái cửa đá. Lần này, trọn vẹn xuất hiện 9 linh thai tứ trọng khôi lỗi. Trước đây mặt có cái gì, cửa này quan, cực kỳ giống khảo nghiệm, ta cũng phải đi xem một cái. Lục Minh tâm niệm cấp chuyển, bộc phát công kích, một hồi, 9 bộ khôi lỗi liền bị hắn đánh tan. Quả nhiên, phía dưới đều là từng gian thạch thất, mỗi một gian thạch thất, đều có khôi lỗi, với lại thực lực càng ngày càng mạnh. Khi Lục Minh đi đến thứ 9 gian thạch thất thời điểm, xuất hiện khôi lỗi, thực lực đã đạt đến linh thai cảnh lục trọng. Bất quá, y nguyên khó không được Lục Minh. Bị Lục Minh từng cái đánh tan. Thứ 9 gian thạch thất về sau, liền không có thạch thất, mà là một cái thông đạo, hai bên lối đi, đứng đấy nhất cái kim loại khôi lỗi, cầm trong tay chiến đao, không nhúc nhích. Cái tổ, còn có, nơi này khôi lỗi, thực lực sẽ đạt tới loại cảnh giới nào? Sẽ không đều là linh thai thất trọng cảnh. Lục Minh có chút im lặng nghĩ đến. Hắn chậm rãi đi về phía trước. Xoạt xoạt. Đột nhiên, một bộ khôi lỗi động, phát ra kim loại sáng bóng con người. Vô cùng băng lãnh, hướng về Lục Minh trông lại. Đụng. Hắn dậm chân mà ra, trong tay chiến đao, tàn mát ra sắc bén quang mang, hướng về Lục Minh chạm. Lục Minh bộc phát ra năm đạo long lực, một quyền đánh phía khôi lỗi. Đụng. Một tiếng vang nặng nề, khôi lỗi phanh 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 liền lùi lại 6-7 bước, mà Lục Minh cũng liền lui 6-7 bước. Cái tổ, đây tuyệt đối là linh thai thất trọng đỉnh phong khôi lỗi, lực lượng thật mạnh. Lục Minh âm thầm kinh hãi. Thực lực của ngươi không tệ, thế mà có thể đánh lui ta. Liền này lúc, khôi lỗi thế mà mở miệng, bất quá thanh âm lãnh đạm, không tình cảm chút nào sắc thái. Bên trong có cái gì? Lục Minh hỏi. Bên trong có một kiện trọng bảo, dọc theo con đường này, đều là khảo nghiệm, thực lực của chúng ta, sẽ căn cứ tiến vào người thực lực khác biệt, mà làm ra điều chỉnh, tu vi càng mạnh người tiến vào, thực lực của chúng ta cũng càng mạnh, chỉ có ngươi thông qua được khảo nghiệm, mới có thể thu được bên trong trọng bảo. Khôi lỗi mở miệng nói, đồng dạng không tình cảm chút nào sắc thái. Nhiều như vậy tương đương với linh thai thất trọng đỉnh phong khôi lỗi, ta làm sao có thể đều đánh bại. Chơi ta à? Lục Minh nhìn qua hai bên lối đi, cái kia cộng lại khoảng chừng trên 100 cỗ khôi lỗi, hắn không còn gì để nói. Lấy hắn hiện ở chiến lực, muốn đem lên 100 cỗ linh thai thất trọng đỉnh phong khôi lỗi toàn bộ đánh tan, cái này sao có thể? Nếu như hắn bộc phát ra chiến lực mạnh nhất, đem chấn mục thiên công vận chuyển tới mạnh nhất, đánh tan 2-3 cỗ, vẫn là có khả năng, nhưng về sau, hắn liền sẽ chân nguyên thiếu thốn, bất lực tái chiến. Này khảo nghiệm, cũng quá khó khăn, hắn mới linh thai nhị trọng A, xuất hiện lại là linh thai thất trọng khôi lỗi, vượt qua trọn vẹn 5 cấp bậc, có bao nhiêu người có thể hoàn thành. Không cần ngươi đem chúng ta đều đánh tan, ngươi chỉ cần thông qua cái thông đạo này, là có thể. Khôi lỗi lên tiếng lần nữa. Chỉ cần thông qua là có thể. Lục Minh nhãn tình sáng lên. Thông qua cùng đánh tan, thế nhưng là hai khái niệm. Nếu như chỉ cần thông qua, vậy liền đơn giản rất nhiều. Lục Minh tinh tế đánh giá trước mắt thông đạo. Đột nhiên, ngón tay hắn vung lên, trên người hắn tràn ngập ra các loại minh văn trận pháp. Đều là phụ trợ loại hình, tăng thêm trận pháp, Lục Minh thực lực lại có tăng lên, thân hình khẽ động, hướng về thông đạo xông, hắn dự định đến vội vàng không kịp chuẩn bị, nhất cử xông qua cái thông đạo này.
Nhưng những khôi lỗi kia giống như đã sớm biết hắn muốn xung kích, Lục Minh thân hình khẽ động thời điểm, những khôi lỗi kia cũng động, lăng liệt đao quang, chém về phía Lục Minh. Mà hai bên lối đi, cái khác khôi lỗi cái kia ánh mắt lạnh như băng, cũng quyền hướng Lục Minh. Oa xào, phản ứng nhanh như vậy. Tập kích không thành, Lục Minh chỉ có thể lấy chân thực chiến lược xông vào. Bá! Thân hình hắn lóe lên, tránh khỏi ban đầu cái kia khôi lỗi đao quang, theo nó bên cạnh thân chợt lóe lên, nhưng phía trước nghênh đón hắn, là càng nhiều đao quang. Lục Minh liên tục ra quyền, chém về phía hắn mấy cái chiến đao anh cùng một chỗ, lực lượng cường đại, để Lục Minh thân thể phát run, mà cái kia mấy cái đao quang, cũng bị Lục Minh đánh về. Bá! Lục Minh chân đạp cửu long đạp thiên bộ, xung kích về đằng trước. Đáng tiếc, chỗ này quá hẹp, cửu long đạp thiên bộ uy lực căn bản không bảo phát ra được, thân hình vừa mới động, trước mặt đao quang liền hướng hắn bổ tới, bao quanh đem Lục Minh vây quanh, phong tỏa tất cả không gian. Lục Minh cắn răng, chỉ có thể không ngừng huy quyền, hướng về phía trước oanh kích. Mặc dù có trận pháp phụ trợ, nhưng y nguyên tiến lên rất gian nan. Đây đều là khôi lỗi, kỳ dị kim loại tạo thành, đao thương bất nhập, cứng rắn vô cùng, kinh người nhất là, thế mà lại còn sử dụng võ kỹ, một cái khôi lỗi, so nhất cái ngang cấp nhân tộc võ giả, còn khó quấn hơn. Lục Minh liên tục trùng kích, cũng chỉ là hướng qua hơn 10 cỗ khôi lỗi vây quanh, phía trước, còn có 8-90 cỗ. Ta cũng không tin ta xông không qua. Lục Minh cắn răng, một tiếng long ngâm, cửu long huyết mạch hiển hiện, Lục Minh thi triển ra huyết mạch dung hợp, hóa thành một đầu dài 2 mét cửu long, 9 cái long chảo không ngừng hướng về 4 phương 8 hướng cầm ra, đẩy ra cái kia chút đao quang. Hóa thân cửu long, chiến lược lại có tăng lên, trùng kích tốc độ, lại lần nữa tăng tốc. Oanh, oanh, oanh. Cái thông đạo này bên trong, truyền ra đáng sợ tiếng oanh minh, ở trong đường hầm, không ngừng quanh quẩn. Trọn vẹn nửa giờ sau, Lục Minh mới thành công xông qua thông đạo. Xông lên trải qua thông đạo, những khôi lối kia liền an tĩnh lại, một lần nữa đứng hai bên lối đi, không nhúc nhích. Mệt chết ta. Lục Minh đặt mông ngồi dưới đất, ngụm lớn thở. Xông qua cái thông đạo này, đem Lục Minh một thân chân nguyên, tiêu hao sạch sẽ, còn tốt cuối cùng cắn răng nhất cử xông qua, không phải thật muốn thổ huyết. Này độ khó, cũng quá lớn, thiên kiêu, ai có thể thông qua. Bất quá Lục Minh tâm lại bắt đầu mong đợi. Độ khó càng lớn, thu hoạch mới có thể càng lớn, trong này, sẽ có bảo vật gì. Vừa rồi cái kia khôi lỗi thế nhưng là nói, bên trong, có trọng bảo. Lục Minh ánh mắt lộ ra nóng bỏng ánh lửa. Vẫn là trước khôi phục chân nguyên lại nói. Lục Minh xuất ra một đống nguyên thạch, bắt đầu khôi phục chân nguyên. 3 giờ sau, Lục Minh chân nguyên khôi phục lại đỉnh phong, một lần nữa tràn đầy lực lượng. Tiếp theo, Lục Minh dậm chân hướng về phía trước. Ông, còn chưa đi mấy chục mét, trên mặt đất, hiện ra lít nha lít nhít minh văn, cấu thành một tòa đại trận, ngưng tụ ra từng đầu hỏa diễm giao long, hướng về Lục Minh tấn công mà đến. Còn có khảo nghiệm, còn có hết hay không? Lục Minh buồn bực sắp hộc máu, chỉ có thể bóp quyền, không ngừng oanh kích. Oanh, oanh. Liên tục mấy lần oanh minh, Lục Minh thân thể lùi gấp. Trận pháp này, thật mạnh uy lực, so trước đó cái kia khôi lỗi còn mạnh hơn, này còn để cho ta làm sao thông qua. Lui lại mấy bước, Lục Minh trong mắt lóe lên vẻ mặt ngưng trọng. Phía trước trận pháp ngưng tụ giao long, uy lực quá mạnh, siêu việt linh thai thất trọng đỉnh phong uy lực. Nhưng mà này còn hiện ra một đạo trận pháp, phía trước, không chừng có càng nhiều trận pháp, này khảo nghiệm, thật rất khó khăn. Chờ một chút, trận pháp, ta chưa hẳn muốn mạnh mẽ xông tới, có thể dùng minh luyện chi đạo phá giải. Đột nhiên, Lục Minh nhãn tình sáng lên. Trận pháp cùng khôi lỗi không giống nhau, những khôi lỗi kia, gần như không có khả năng bị người khác điều khiển, nhưng trận pháp, lại là có thể phá giải. Lúc này, Lục Minh tinh tế quan sát. Một lúc sau, hắn hai tay vung vẩy không ngừng, minh văn xuất hiện, không có vào đến trận pháp kia bên trong, đụng một tiếng, trận pháp kia sụp đổ ra, Lục Minh dậm chân hướng về phía trước, nhưng phía trước, lại có trận pháp nổi lên, Lục Minh tiếp tục khắc họa minh văn phá giải. Nhưng này lúc, dưới chân hắn, vừa mới bị hắn phá giải trận pháp địa phương, lại có trận pháp nổi lên. Ta, không phải đã phá giải sao? Tại sao lại có mới xuất hiện? Lục Minh phiền muộn, chỉ có thể không ngừng khắc họa minh văn, tăng tốc phá giải. Đụng. Trước mặt trận pháp sụp đổ, nhưng phía sau trận pháp, lại có công kích công tới, Lục Minh chỉ có thể bộc phát toàn lực, một bên ngăn cản trận pháp công kích, một bên phá trận. Chính phá giải lấy, phía trước bị phá giải trận pháp, lại nổi lên. Lục Minh thật muốn thổ huyết,
Trận pháp này, phá giải, lại sẽ một lần nữa ngưng tụ, này còn thế nào làm? Không có cách, chỉ có thể cắn răng tiếp tục phá giải. Cứ như vậy, Lục Minh một bên ngăn cản, một bên phá giải. Quá trình này, kéo dài đến 6 canh giờ. Lục Minh đã nhanh mệt gần chết, chân nguyên tiêu hao nghiêm trọng, liền ngay cả ngọn lửa tinh thần, đều nhanh tiêu hao sạch sẽ. Không được, trận pháp này, đơn giản không dứt, phá giải nhất cái, lại xuất hiện nhất cái, căn bản phá không hết, vẫn là rời khỏi đi thôi, đợi ta chân nguyên tiêu hao hết, liền nguy hiểm. Lục Minh tâm niệm cấp chuyển. À, này lúc, Lục Minh đột nhiên phát hiện, đằng sau mới vừa rồi bị hắn phá giải trận pháp, cũng không có một lần nữa hiển hiện. Chẳng lẽ khởi động trận pháp năng lượng cũng tiêu hao hết, không thể tiếp tục ngưng tụ trận pháp. Lục Minh con mắt bỗng nhiên sáng lên, lộ ra phấn chấn chi sắc. Lập tức, tiếp tục phá trận. Quả nhiên, tiếp xuống phá giải trận pháp, cũng sẽ không hiện lên. Sẽ không một lần nữa hiển hiện, đối với Lục Minh tới nói, liền đơn giản rất nhiều, không lâu, toàn bộ trận pháp đều bị Lục Minh phá giải, Lục Minh bước vào một cái mật thất bên trong. Không được, mệt chết, vẫn là nghỉ ngơi trước khôi phục một chút. Lục Minh há mồm thở dốc, ngồi xếp bằng, xuất ra nguyên thạch, bắt đầu điều tức. Sau mấy tiếng, chân nguyên hoàn toàn khôi phục, bất quá ngọn lửa tinh thần, y nguyên rất ảm đạm. Vừa rồi, ngọn lửa tinh thần tiêu hao đặc biệt nghiêm trọng, cơ hồ là tiêu hao sạch sẽ. Lục Minh vận chuyển minh thần quan tưởng pháp, bắt đầu khôi phục ngọn lửa tinh thần. Mảnh thế giới này, không chỉ có thiên địa linh khí vô cùng nồng đậm, thiên địa ý cảnh vô cùng rõ ràng, liền ngay cả cảm ứng minh luyện pháp tắc, đều cảm thấy muốn dễ dàng rất nhiều lần. Vận chuyển tinh thần tu luyện pháp, có thể rất dễ dàng hấp thu minh luyện pháp tắc bên trong minh luyện lực lượng, tăng lên ngọn lửa tinh thần cường độ. Nửa ngày sau, Lục Minh ngọn lửa tinh thần một lần nữa biến tràn đầy, hoàn toàn khôi phục. Này lúc, Lục Minh mới đứng dậy trong mật thất bắt đầu đánh giá, lần này, không có bất kỳ cái gì khôi lỗi trận pháp ngăn trở, tựa hồ đi đến cuối con đường. Trong mật thất ở giữa, có một bức tranh, trên không trung lơ lửng. Chẳng lẽ này chính là bên trong này trọng bảo? Lục Minh con mắt lập lòe phát quang, lộ ra vô cùng chờ mong chi sắc. Lục Minh nhanh chân hướng về phía trước, quan sát một cái, cũng không có nguy hiểm về sau, Lục Minh đưa tay chộp một cái, đem bức họa chộp trong tay. Đây là cái gì trọng bảo? Lục Minh quan sát một chút, nhìn rất phổ thông, sau đó đem bức tranh mở ra. Đầu tiên đập vào mi mắt, là một hàng chữ, động thiên bảo vật, Sơn Hà Đồ. Nhìn thấy hàng chữ này, Lục Minh tâm, ngừng lại thì thùng thùng ra tốc nhảy lên, hô hấp đều có chút dồn dập lên. Động thiên bảo vật, lại là trong truyền thuyết động thiên bảo vật. Truyền thuyết, động thiên bảo vật, ở trong chứa động trời, khác thành thế giới. Nói cách khác, động thiên bảo vật bên trong, ẩn chứa một cái thế giới, bên trong có núi non sông ngòi, phong vũ lôi điện, tựa như là nhất cái tiểu thế giới, sinh linh có thể vào, nhưng ở bên trong sinh tồn tu luyện. Thần hoang đại lục, có động thiên bảo vật truyền thuyết mà thôi, nhưng chưa từng có ai từng thấy, liền ngay cả cái kia chút hoàng đạo cường giả, đều không có người có được. Lục Minh liền vội vàng đem bức tranh hoàn toàn mở ra. Bức tranh dài 2 mét có thừa, một bức mênh mông bức họa, xuất hiện Lục Minh trước mặt. Mênh mông dãy núi, thẳng nhập tầng mây sơn phong, liên miên bất tuyệt, như một mảnh thế giới chân thật, đập vào mi mắt. Này lúc, Lục Minh tâm niệm vừa động, trước mắt khí vận chi thư hiển hiện. Chỉ gặp khí vận chi thư phía trên hiện ra một hàng chữ, thu hoạch được động thiên bảo vật Sơn Hà Đồ, khí vận giá trị thêm 100.000. Lục Minh tâm, lần nữa phanh phanh nhảy dựng lên. Thu hoạch được một bức Sơn Hà Đồ, khí vận giá trị, thế mà trực tiếp liền tăng thêm 100.000 chi cự, đơn giản kinh khủng. Phải biết Lục Minh trước đó gần 2 tháng, cũng mới thu hoạch được hơn 1 vạn khí vận giá trị mà thôi. Tiếp theo, khí vận chi thư bên trên, lại hiện ra một hàng chữ, lấy máu tươi cô đọng, mới có thể dùng. Nói, hẳn là Sơn Hà Đồ. Tâm niệm vừa động, khí vận chi thư biến mất, Lục Minh đánh giá Sơn Hà Đồ một hồi, sau đó đầu ngón tay bước ra mấy giọt máu tươi, nhỏ xuống trên Sơn Hà Đồ. Máu tươi rơi trên Sơn Hà Đồ, lập tức bị Sơn Hà Đồ hấp thu, biến mất không thấy. Sau đó Lục Minh rót vào chân nguyên, bắt đầu luyện hóa Sơn Hà Đồ. Phàm là trọng bảo, đều cần luyện hóa, mới có thể sử dụng. Sơn Hà Đồ, không thể nghi ngờ là trọng bảo bên trong trọng bảo, luyện hóa, phi thường khó. Tiếp xuống nửa tháng, Lục Minh đều luyện hóa Sơn Hà Đồ. Với lại, mỗi ngày Lục Minh đều cần nhỏ xuống máu tươi, lấy máu tươi làm môi giới, tiến hành luyện hóa. Nửa tháng sau, Sơn Hà Đồ lơ lửng Lục Minh đỉnh đầu, tản mát ra huyền diệu quang huy. Từ từ,
Quang Huy càng già càng sáng chói, cuối cùng Sơn Hà đổ thế mà kịch liệt thu nhỏ, bay vào Lục Minh mi tâm, biến mất không thấy gì nữa. Sơn Hà đồ, rốt cục hoàn toàn bị luyện hóa, bay vào đến Lục Minh trong thức hải. Tâm niệm vừa động, Sơn Hà đồ lại xuất hiện trong tay. Thử một lần, Lục Minh đều có chút không thể chờ đợi. Tâm niệm lần nữa khẽ động, Lục Minh thân ảnh đột nhiên biến mất, trong mật thất, chỉ còn lại có một bức Sơn Hà đồ lơ lửng. Mà Lục Minh thân thể, lại xuất hiện một ngọn núi phía trên. Đứng ở trên ngọn núi, ngóng nhìn phương xa, đập vào mi mắt, đều là mênh mông đại sơn, cổ mộc thành rừng, hương hoa xông vào mũi, truyền đến từng cơn hương thơm. Đây chính là Sơn Hà đồ bên trong thế giới sao, cùng thế giới chân thật, không có chút nào khác nhau, với lại linh khí cũng tốt nồng đậm. Lục Minh phát hiện, nơi này linh khí, cũng mười phần nồng đậm, Sơn Hà đồ tựa hồ bao giờ cũng đều đang hấp thu ngoại giới linh khí, hút vào Sơn Hà đồ bên trong. Nhìn xem Sơn Hà đồ giới hạn, đến cùng lớn bao nhiêu. Lục Minh đằng không mà lên, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại thiên không, không đến bao lâu, Lục Minh liền phi hành chấm dứt, phía trước là một mảnh hỗn độn, hiển nhiên là đến Sơn Hà đồ giới hạn. Sau đó Lục Minh lại quay đầu phi hành, đi vào một bên khác giới hạn, về sau, Lục Minh Sơn Hà đồ bên trong, đi một vòng lớn. Đồ vật, Nam Bắc, ước chừng đều có khoảng cách 10 vạn dặm. Lục Minh nói nhỏ, trong mắt có một tia hưng phấn. Này diện tích, mênh mông thần hoang đại lục, tự nhiên không cách nào so sánh được, như một hạt hạt cát, nhưng Lục Minh đã vô cùng cao hứng. Bởi vì thế giới này, là hắn mang theo người. Với lại, diện tích cũng không nhỏ, so Liệt Nhật Đế Quốc còn lớn hơn. Ở chỗ này, đồng dạng có linh khí, đồng dạng có thể cảm ngộ thiên địa ý cảnh, có thể cảm ứng minh luyện pháp tắc, bảo vật như vậy, đơn giản đoạt thiên địa chi tạo hóa. Trước kia, Cửu Dương Chí Tôn Thần Điện, vậy cũng ở trong chứa không gian, người có thể vào, nhưng này mới bao nhiêu lớn, phạm vi rất có hạn, lại không có bất kỳ cái gì thiên địa linh khí, cũng không cảm giác được thiên địa ý cảnh minh luyện pháp tắc, Sơn Hà đồ so sánh, kém không biết bao nhiêu lần. Bảo vật, đây là tuyệt thế bảo vật, khí vận chi chiến, quả nhiên có vận may lớn, đại cơ duyên. Khó trách nhất cái thiên kiêu, liều chết đều muốn tham gia khí vận chi chiến. Bất quá, trong này ngoại trừ thực vật, không có bất kỳ cái gì sinh linh, yêu thú, phổ thông giá thú loại hình, một cái cũng không có, với lại linh dược cũng không có, đằng sau còn cần ta chậm rãi bổ sung a. Lục Minh trong lòng suy tư. Trước hái linh dược, Lục Minh lộ ra vẻ mỉm cười, vung tay lên, xuất hiện đại lượng linh dược. Có cấp thấp, cũng có cao cấp, Lục Minh thân hình trước động, trên ngọn núi gần đó cắm nhập linh dược. Ba ngày sau, Lục Minh các ngọn núi, trên dãy núi, trồng hơn ngàn gốc linh dược, đương nhiên, đối với tung hoành khoảng cách 10 vạn dặm tới nói, hơn ngàn gốc linh dược, đó là một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông. Được rồi, về sau chậm rãi lại làm đi, ta ở chỗ này tiêu tốn thời gian đủ dài, địa phương khác đi đi, không biết Phù Khôi Tông đệ tử khác thế nào. Tâm niệm vừa động, Lục Minh ra Sơn Hà Đồ phát quang, không có vào đến Lục Minh nhi tâm, biến mất không thấy gì nữa. Lập tức, Lục Minh đi ra ngoài. Đi ra thời điểm, không có một chút ngăn cản, nhẹ nhõm thông qua, một hồi, Lục Minh liền ra nơi này, đi vào cung điện bên ngoài. Bên trong khu cung điện cái hẻm nhỏ, tiếp tục đi. Tiếp đó, liên tục tiến vào vài tòa cung điện, đều không có thu hoạch gì, trong cung điện rỗng tuếch. Tầm nửa ngày sau, Lục Minh một gian nhìn trong phòng luyện đan thiền điện bên trong, thu được mấy bình đan dược. Ngưng thần đan, loại đan dược này, có thể ẩn dưỡng tinh thần, cô đọng ngọn lửa tinh thần. Lục Minh trong lòng vui mừng, trước đó hắn bởi vì tình huống bức bách, cưỡng ép trùng kích cấp 7 minh luyện sư, ngọn lửa tinh thần bao nhiêu có chút căn cơ bất ổn, lưu lại tác dụng phụ, cần đại lượng thời gian mới có thể khôi phục, nhưng có ngưng thần đan, trong thời gian ngắn, liền có thể khôi phục, sẽ không lưu lại một tia di chứng. Xem ra, nơi này là chuyên môn khảo nghiệm minh luyện sư địa phương. Lục Minh dạng này phỏng đoán. Lục Minh tiếp tục tiến lên, bỗng nhiên phía trước truyền đến thanh âm đánh nhau, có người đang chiến đấu. Lục Minh vội vàng chạy vọt về phía trước đi mà. Phía trước, hai Phù Khôi Tông đệ tử đang kinh hoàng chạy trốn, đằng sau, nhất cái ma khí xâm xâm thanh niên, ở phía sau truy kích. Là tiểu ma quân, hắn đang đuổi hai Phù Khôi Tông đệ tử. Các ngươi trốn không thoát, Phù Khôi Tông người, đều đáng chết. Tiểu ma quân sát cơ bắn ra, nhanh chân hướng về phía trước, một đạo ánh đao màu đen, hướng về nhất cái Phù Khôi Tông đệ tử chạm. Hai Phù Khôi Tông đệ tử xuất ra khôi lỗi minh văn phù quyền ngăn cản, nhưng căn bản vô dụng, trực tiếp bị tiểu ma quân một đao bổ ra. Phốc thử. Đao quang chém xuống,
nhất cái Phù Khôi Tông đệ tử bị chém làm hai nửa. Tiểu Ma Quân, Lục Minh Tông tử sẽ không bỏ qua ngươi. Mặt khác nhất cái Phù Khôi Tông đệ tử giống to, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, lảo đảo lui lại. Bá! Tiểu Ma Quân thân hình khẽ động, hướng về Phù Khôi Tông đệ tử truy, một chảo bắt lấy, đánh tan Phù Khôi Tông đệ tử tất cả công kích, cầm một cái chế trụ Phù Khôi Tông đệ tử cổ họng, đem hắn giơ lên cao cao. Lục Minh, ta cho ngươi biết, đừng để ta đụng phải hắn, nếu không, ta muốn để hắn chết không có chỗ chôn. Tiểu Ma Quân sắc mặt, dữ tợn vô cùng, đối Lục Minh, quả thực là hận thấu. Ngươi tốt nhất thả hắn, không phải vậy, ta cam đoan, chết không có chỗ chôn người, sẽ là ngươi. Này lúc, một thanh âm đột ngột vang lên, một đầu trong hẻm nhỏ, Lục Minh đi ra. Lục Minh Tông tử. Phù Khôi Tông đệ tử lộ ra nét mừng. Lục Minh. Tiểu Ma Quân từng chữ, lạnh lùng phun ra hai chữ, thanh âm vô cùng băng lãnh. Hắn có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới mới nói được Lục Minh, lại đụng phải hắn. Lục Minh ánh mắt quét qua, nhìn thấy cái kia bị chém giết Phù Khôi Tông đệ tử, ánh mắt lộ ra một tia âm trầm. Lục Minh, ngươi không phải muốn cứu người sao, ta xem ngươi làm sao cứu. Hắc hắc. Tiểu Ma Quân cười lạnh, móng vuốt bỗng nhiên phát lực, soạt soạt một tiếng, đem hắn móng vuốt bên trong, cái kia Phù Khôi Tông đệ tử bóp chết. Oanh. Lục Minh trên thân, bộc phát ra cuồng bạo khí tức, sát khí lạnh như băng, bắn ra, hướng về Tiểu Ma Quân bao phủ mà. Lạc Ly, hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Lục Minh ánh mắt băng hàn vô cùng, xem Tiểu Ma Quân, tựa như là đang nhìn một người chết. Lục Minh, đừng tưởng rằng ngươi có thể giết ta, lần trước, ta còn chưa dùng hết toàn lực, hưu chết vào tay ai, còn chưa biết được. Tiểu Ma Quân trên thân, cũng bộc phát ra khí tức cường đại, một đạo màu đen ma khí, ngút trời mà. Đụng, đụng. Lục Minh nhanh chân hướng về phía trước, trong cơ thể năm đạo long lực cùng thì bộc phát, trên thân thể, bao trùm lấy một tầng thật dày lân giáp. Giết. Chữ sát phun ra, tựa như bôn lôi, Lục Minh một trường bổ ra, không gian chấn động. Cửu tử ma đao. Tiểu Ma Quân trong tay xuất hiện một thanh đen kịt chiến đao, lăng liệt đao quang, bộc phát ra. Oanh. Một tiếng nổ ầm ầm, Tiểu Ma Quân thân thể lớn chấn, lảo đảo lui lại. Hắn lực lượng, làm sao khủng bố như vậy? Tiểu Ma Quân trên mặt lộ ra một tia kinh hãi. Lần trước hắn Lục Minh một trận chiến, Lục Minh cũng không bộc phát ra năm đạo long lực. Chết! Lục Minh nhanh chân hướng về phía trước, cuồng bạo lực lượng, oanh kích mà ra, bàn tay như thái cổ thần sơn, ẩn chứa vô tận cự lực, hướng về Tiểu Ma Quân lực bổ xuống. Ta cũng không tin. Tiểu Ma Quân gào thét một tiếng, đưa tay bộ ngực mình một điểm, ngừng lại lúc, trong miệng hắn phát ra một thân rít gào trầm trầm. Sau đó liền nhìn thấy, Tiểu Ma Quân thân thể, bắt đầu phồng lên, trên cánh tay của hắn, trên bờ vai, duỗi ra từng cây dữ tợn cốt thứ. Khí tức của hắn, cũng theo đó phóng đại. Lục Minh, chết! Tiểu Ma Quân gào thét, như một tôn ma vật, nhanh chân hướng về Lục Minh vọt tới, phất tay, cái kia chút cốt thứ, đâm rách không khí, phát ra bén nhọn gào thét, hướng về Lục Minh đâm. Đụng, đụng! Chân nguyên trong cơ thể gào thét, bốn loại ý cảnh lượn lờ. Lục Minh dùng bàn tay vận chuyển chấn ngục thiên công, không ngừng đối với Tiểu Ma Quân oanh kích mà ra. Hai người, giống như một yêu một ma, lấy vô cùng thẳng thừng phương thức, không ngừng oanh kích cùng một chỗ. Phiến địa vực này, phát ra rung động dữ dội. Một vùng chu vi dãy cung điện, đều nghe được. Có người tại đại chiến, đi, đi xem một chút. Nhất cái Khôi Ngô thanh niên chính một gian cung điện thăm dò, nghe được động tĩnh, hướng về thanh âm nơi phát ra chỗ vọt tới. Cũng có những người khác nghe được động tĩnh, nhưng lại không dám vọt tới, bởi vì động tĩnh này quá kinh người, càng siêu thực lực của bọn hắn. Đảo mắt, Lục Minh liền Tiểu Ma Quân đối oanh mấy chục chiêu. Thời gian dần trôi qua, Tiểu Ma Quân rơi tại hạ phong, Lục Minh chiếm cứ thượng phong. Đụng! Lục Minh một chưởng, bổ Tiểu Ma Quân trên bờ vai, đem trên bả vai hắn cốt thứ đánh gãy, nổ tung ra nhất cái vết thương thật lớn, Tiểu Ma Quân phát ra tức giận giống rít gào. Giống! Này lúc, giống to một tiếng truyền ra, nhất cái Khôi Vĩ thanh niên xuất hiện, mắt lộ ra hung quang, trong miệng lộ ra răng nanh. Kim huynh, chúng ta cùng một chỗ, đánh giết Lục Minh. Nhìn thấy người thanh niên này, Tiểu Ma Quân đại hỉ. Tốt, chính hợp ý ta. Khôi Ngô thanh niên lộ ra nụ cười dữ tợn, sau một khắc, hóa thành một cái to lớn mãnh hổ, hướng về Lục Minh tấn công mà đến. Chính là Thiên Yêu Cốc cái kia cường đại thiên kiêu, có thần thú năm thành huyết mạch. Chiến lược đáng sợ vô cùng. Lục Minh, chết đi. Tiểu Ma Quân trong mắt, lộ ra vẻ dữ tợn,
đỉnh đầu hiện ra nhất cái diện mục dữ tợn chi vật. Đây là một đầu ma vật, ma khí tùm, miệng rộng đầy răng nanh, toàn thân che kín cốt thứ. Ma vật quanh thân có năm đạo kim sắc mạch luân lóng lánh, đây là tiểu ma quân huyết mạch, thần cấp cấp 5 huyết mạch. Tiểu ma quân hóa thành một đạo quang mang, hòa vào huyết mạch bên trong, triệt để hóa thân một đầu ma vật, ma khí cuồn cuộn, hướng về Lục Minh đánh tới. Chết chính là bọn ngươi. Lục Minh quát chói tai một tiếng, cửu long huyết mạch hiển hiện, hóa thân cửu long, mênh mông long uy tản ra. Đây là... Kim sắc mãnh hổ giận mình, cảm giác đáy lòng có chút rụt rè. Chân long, chính là vạn thú đứng đầu, có thể cùng sánh vai, không có bao nhiêu loại. Cái khác thần thú, tại đối mặt chân long lúc, bản năng sẽ cảm giác kính sợ, huống chi là cửu long. Kim sắc mãnh hổ giận mình, cửu long long chảo, một chảo mà xuống, đem kim sắc mãnh hổ đánh bay ra. Tiếp theo, lại một chảo cầm ra, tiểu ma quân đối một chiêu, đem hắn kích lảo đảo lui lại. Giống. Này lúc, kim sắc mãnh hổ phấn chấn tinh thần, hét lớn một tiếng, hướng về Lục Minh đánh giết mà đến. Cửu long huyết mạch, đây là trong truyền thuyết cửu long, người thế mà đã thức tỉnh cửu long huyết mạch, giao ra đây cho ta. Kim sắc mãnh hổ giống to, trong mắt đều là vẻ tham lam. Cửu long, thế nhưng là còn cao hơn chân long cấp tồn, nếu là có thể đem Lục Minh cửu long huyết mạch cướp bóc đi, coi như chính hắn không dùng đến, ra hiến cho giao long tộc chí tôn, hắn nhất định có thể thu được kinh người khen thưởng. Cùng lúc, tiểu ma quân cũng hướng về Lục Minh vọt tới. Cửu long đạp thiên, chín cái long chảo, hư không mà đạp, như chân chính cửu long đạp không, tuần sát thế giới, chủ tể thiên hạ. Đáng sợ long uy, cuồn cuộn mà ra, cửu chảo phía dưới, mênh mông uy lực bộc phát. Cửu long đạp thiên bộ, Lục Minh hiện khi tu luyện tới bước thứ 6, tương đương với thượng phẩm bán thần cấp võ kỹ tối cao tầng thứ, nhưng là hóa thành cửu long chi thân thi triển ra về sau, uy lực càng thêm đáng sợ. Oanh, oanh, hai tiếng nổ vang rung trời, tiểu ma quân kim sắc mãnh hổ, trực tiếp bị Lục Minh đánh bay ra. Mãnh liệt kinh khí, tứ tán mà ra, bất quá nơi này cung điện, không biết là có bảy minh văn trận pháp, vẫn là vật liệu đặc thù, kiên cố bất hủ, nhưng đánh xuyên đại địa lực lượng cường đại oanh ở phía trên, không có để lại một tia vết tích. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Tiểu ma quân không thể tưởng tượng nổi kêu to. Hắn kim sắc mãnh hổ, đều là linh thai tứ trọng cảnh giới. So Lục Minh trọn vẹn cao hai cấp độ, hai người liên thủ, thế mà còn rơi tại hạ phong, cái này sao có thể? Giết! Cửu long thân thể uốn éo, hướng về tiểu ma quân tấn công mà. Oanh! Một chảo cầm ra, đem tiểu ma quân đánh phun máu phè phè, trên người cái kia giữ tận cốt thứ, chặt đứt mười mấy cây. Liên thủ A! Tiểu ma quân giống to, có chút luống cuống, hắn một người, căn bản không phải Lục Minh đối thủ. Một bên khác, kim sắc mãnh hổ có chút sợ hãi, nhưng y nguyên phát ra gầm thét, hướng về Lục Minh đánh giết mà đến. Này lúc, cửu long mi tâm, bay ra một bức tranh. Chính là Sơn Hà Đồ. Sơn Hà Đồ phát quang, kịch liệt biến lớn, thành dài, đem kim sắc mãnh hổ bao quanh bao lấy. Kim sắc mãnh hổ thét dài, ra sức giãy giụa, nhưng Sơn Hà Đồ phát quang, nó căn bản không tránh thoát được. Quả nhiên hữu dụng. Lục Minh trong lòng vui mừng. Đây là hắn trước khi thì nghĩ tới một loại cách dùng. Sơn Hà Đồ, chính là động thiên bảo vật, ở trong chứa thế giới, tự nhiên kiên cố bất hủ, nếu như đem kim sắc mãnh hổ bao quanh cuốn lấy, hắn hẳn là không tránh thoát được. Quả nhiên thử một lần phía dưới, hiệu quả phi thường tốt, kim sắc mãnh hổ bị nhốt rồi. Lạc Ly, hiện, xem còn có ai giúp ngươi. Cửu long trong mắt, tản mát ra dữ tợn chi quang, hướng về tiểu ma quân đánh giết mà, cửu long đạp thiên bộ liên tục bước ra. Đụng, đụng, tiểu ma quân căn bản vốn không địch, không ngừng lùi lại, trên thân cốt thứ bị đánh gãy, huyết nhục văng tung tóe, hắn phun máu phè phè. Đi, đi, tiểu ma quân sợ, muốn chạy trốn, nhưng cửu long đạp không, hoàn toàn phong tỏa đường lui của hắn, hắn làm sao có thể chạy ra. Phốc thử, tiếp theo, tiểu ma quân một tiếng hét thảm, một cánh tay bị cửu long xinh xinh giật xuống, to lớn ma vật, thân thể kịch liệt thu nhỏ, một lần nữa hóa thành tiểu ma quân bộ dáng. Này lúc, sắc mặt hắn trắng bệch, trong mắt mang theo vẻ sợ hãi. Chết đi! To lớn long chảo, hướng về tiểu ma quân vồ xuống. Không, không, Lục Minh, ngươi không thể giết ta đại ca là ma quân Lạc Thiên, thiên kiêu bảng thứ 10, ngươi giết ta đại ca sẽ không bỏ qua ngươi. Tiểu ma quân một bên liều chết ngăn cản, một bên giống to. Buồn cười, trước ngươi không phải rất phách lối sao, hiện bại, liền khiêng ra đại ca của ngươi. Thật sự là phế vật nhất cái.
Lục Minh lạnh lùng quát lớn, long chảo không ngừng. Đụng. Tiểu ma quân kêu thảm, trên thân bị đánh trúng, nổ tung ra nhất cái vết thương thật lớn, máu tươi chảy ròng, khí tức càng thêm uể oải. Một bên khác, kim sắc mãnh hổ thét dài, toàn thân tản mát ra sáng chói kim quang, đáng tiếc vô dụng, không xông phá Sơn Hà Đồ. Suy suy. Long chảo tiếp tục vồ xuống, oanh tiểu ma quân trên ngực, đem tiểu ma quân đánh bay, đụng một tòa cung điện trên vách tường, cung điện bất động, tiểu ma quân toàn thân phát ra lúc búp xương cốt đứt gãy thanh âm, sau đó té lăn trên đất, như chết cá khó mà động đậy. Lục Minh hóa thành nhân hình, đạp bước tới trước, một cước giẫm tiểu ma quân trên mặt, trong tay xuất hiện một cây trường thương, chống đỡ tiểu ma quân trên trái tim. Không, không, đừng có giết ta. Tiểu ma quân sợ hãi vô cùng, toàn thân rét run, cảm giác tử thần tới gần. Hắn chưa từng có như thế sợ hãi trải qua. Từ nhỏ, hắn chính là thiên chi kiêu tử, đại ca hắn Lạc Thiên, thiên phú càng là đáng sợ, cơ hồ là cử thế vô địch. Bọn hắn từ nhỏ đã bị thu vào đế thiên cấm vệ, tỉ mỉ bồi dưỡng, hắn chưa từng có như thế tiếp cận tử vong trải qua, chưa từng có như thế sợ trải qua, luôn luôn đều là hắn giết người khác, lúc nào, người khác có thể giết hắn. Thiên kiêu bảng bên trên, cái kia chút bài danh so với hắn càng cao thiên kiêu, đều muốn cho hắn mặt mũi, bởi vì đại ca của hắn, là Lạc Thiên. Nhưng, hiện, Lục Minh sát cơ, băng hàn vô cùng, hoàn toàn không sợ đại ca của hắn, muốn giết hắn. Không giết ngươi, ngươi giết ta Phù Khôi Tông đệ tử thời điểm, làm sao không cân nhắc buông tha bọn hắn. Lục Minh cười lạnh, nhìn xuống tiểu ma quân. Tiểu ma quân nghẹn lời, trong lòng hắn, những Phù Khôi Tông kia đệ tử đều là rác rưởi, phế vật, nơi nào có thể so sánh với hắn. Nhưng ý nghĩ như vậy, làm sao có thể nói ra. Lục Minh, ta đại ca Lạc Thiên, cái thế vô địch, thiên kiêu bảng thứ 10, chiến lược vượt xa tưởng tượng của ngươi, ngươi cho dù thiên phú mạnh hơn, cũng không thể nào là ta đại ca đối thủ, ngươi tốt nhất buông tha ta, không phải vậy, lên trời xuống đất, cũng không ai cứu ngươi. Tiểu ma quân tiếp tục truyền ra đại ca hắn, hy vọng có thể uy hiếp Lục Minh. Đụng. Lục Minh bàn chân hung hăng dùng sức giẫm mạnh, tiểu ma quân mặt hung hăng đụng trên mặt đất rót đầy, ngừng lại thì răng rơi mất mấy khỏa, trong miệng máu tươi chảy ròng. Buồn cười, Lạc Thiên mạnh hơn, bất quá thiên kiêu bảng thứ 10, không tính yêu tộc, nhân tộc liền có 9 ở trên hắn, còn cái thế vô địch. Còn có, đại ca ngươi, so ra mà vượt đế nhất sao? Hiện đế nhất đều muốn bắt ta, ta còn không phải thật tốt, cái gì lên trời xuống đất, không ai cứu ta. Đại ca ngươi tới, ta chiếu giết. Lục Minh cười lạnh, sát cơ càng thêm nồng đậm. Lục Minh, dừng tay. Này lúc, một đầu trong hẻm nhỏ, xuất hiện một bóng người, lại là Ly Thiên Ca. A, à, Ly Thiên Ca, cứu ta a. Nhìn thấy Ly Thiên Ca, tiểu ma quân liều mạng kêu to lên. Ngươi kêu người nào đều vô dụng, chết đi. Tiếng nói vừa ra, Lục Minh trường thương trong tay đột nhiên đâm ra, đâm xuyên qua tiểu ma quân trái tim. Tiểu ma quân phát ra một tiếng cuồng loạn kêu thảm, con mắt xông ra ngoài, tràn ngập sự không cam lòng, tràn đầy oán hận. Đụng. Trường thương chấn động, chân nguyên bộc phát, đem tiểu ma quân trái tim xoắn thành vỡ nát, tiểu ma quân vẫn lạc. Đầu hẻm nhỏ, Ly Thiên Ca sắc mặt khó coi, sau đó xoay người rời đi, lóe lên phía dưới, liền biến mất trong hẻm nhỏ. Ly Thiên Ca rất rõ ràng, chiến lược của hắn, nhiều nhất cao hơn tiểu ma quân một tia, một trận chiến, hơn phân nửa cũng không phải Lục Minh đối thủ, dứt khoát trực tiếp rời đi. Lục Minh nhìn thoáng qua Ly Thiên Ca rời đi phương hướng, cũng không có truy kích, mà là vung tay lên, thu hồi tiểu ma quân chữ vật giới chỉ, sau đó đi hướng kim sắc mãnh hổ. A, à, đừng có giết ta. Kim sắc mãnh hổ hoảng sợ kêu to, ra sức giãy giụa. Mắt thấy tiểu ma quân ở trước mắt bị đánh giết, hắn đơn giản kém chút sợ tè ra quần. Oanh! Lục Minh bóp quyền, một quyền oanh kim sắc mãnh hổ đầu lâu bên trên. Đụng! Kim sắc mãnh hổ không cách nào phản kháng, bị trùng điệp đánh một quyền, ngừng lại thì hoa mắt váng đầu, cảm giác đầu kém chút vỡ vụn ra, trong mắt ứa ra kim tinh. Oa xào, con hổ này đầu, cũng quá cứng rắn đi, một quyền, thế mà không có bị oanh sát. Lục Minh trong lòng cũng có chút kinh hãi. Một quyền này của hắn, có bao nhiêu đáng sợ, trong lòng của hắn rất rõ ràng, nhưng không có đánh nát này mãnh hổ đầu, để Lục Minh có chút ngoài ý muốn. Không, đừng có giết ta à, ta nhận thua, ta đầu hàng, ta nhận ngươi làm đại ca, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Kim sắc mãnh hổ lung lay một cái đầu, thế mà lớn tiếng cầu xin tha thứ, kêu thê thảm vô cùng. Lục Minh, ta van cầu ngươi à, ta bên trên có 80 lão mẫu, dưới có 3 tuổi tiểu hài, ta van cầu ngươi, tha cho ta đi. Từ nay về sau,
Ngươi chính là ta đại ca, tiểu đệ nhất định mang ơn. Kim sắc mãnh hổ tiếp tục lốp bốp kêu lên. Lục Minh có chút sững sờ. Này kim sắc mãnh hổ, cũng là kỳ hoa. Nói nhảm, ta xem ngươi dương khí dư giả, rõ ràng còn không có phá thân, ở đâu ra 3 tuổi tiểu hài. Lục Minh nhãn châu xoay động, sau đó quát lớn. Này, này, đó là ta núi hoang nhặt tiểu hài a, câu câu là thật a. Kim sắc mãnh hổ con mắt quay tròn chuyển, tiếp tục nói bậy. Tốt, không cần ở trước mặt ta nói hưu nói vượn, ngươi muốn đầu hàng cũng được, phóng khai tâm thần, ta muốn trong đầu của ngươi khắc xuống trận pháp, không phải vậy, ta cũng không yên tâm, chỉ có giết ngươi, ngươi này ẩn chứa năm thành thần thú huyết mạch, hổ tiên, đó cũng là vật đại bổ a. Nói xong, Lục Minh còn hướng kim sắc mãnh hổ phía sau ngắm vài lần. Kim thân mãnh hổ cảm giác toàn thân rét run, không khỏi kẹp chặt chân sau. Khắc, khắc xuống trận pháp. Kim sắc mãnh hổ có chút do dự, hắn biết rõ, thật bị khắc xuống trận pháp về sau, hắn liền chân chính trở thành Lục Minh nô lệ. Nhưng không đáp ứng, hiển nhiên Lục Minh sẽ không bỏ qua hắn. Hắn thân có thần thú năm thành huyết mạch, tiền đồ rộng lớn, cũng không muốn cứ thế mà chết đi, đặc biệt là nghĩ đến, bị Lục Minh giết, còn có thể trở thành hắn đồ nhắm, hắn liền toàn thân phát lạnh. Về phần cốt khí, hắn sống lớn như vậy, cũng không biết cái gì gọi là cốt khí, bảo mệnh mới là trong lòng của hắn hạng nhất đại sự. Cho nên hắn hơi suy nghĩ một chút, liền liên tục gật đầu nói tốt, ta đáp ứng, ngươi khắc trận, về sau ngươi chính là ta đại ca. Nói xong, trong mắt còn lộ ra một bức dáng vẻ đáng thương, làm sao hắn cao lớn thô kệch, miệng rộng đầy răng nanh, hung sát chi khí tràn ngập, nào có nửa phần bộ dáng đáng thương. Phóng khai tâm thần, đừng có chút nào chống cự. Nói xong, Lục Minh bắt đầu khắc họa trận pháp. Liệt thần trận pháp này, Lục Minh đã từng dùng để khống chế Vương Hạo Tiên. Rất nhanh, trận pháp hình thành, không có vào đến kim sắc mãnh hổ đầu lâu bên trong. Liệt thần trận, chỉ cần ta tâm niệm vừa động, ngươi liền sẽ linh hồn xé rách, nhẹ thì biến thành ngớ ngẩn, nặng thì tại chỗ bỏ mình, ngươi có muốn hay không thử một lần hiệu quả. Lục Minh vừa thu lại sơn hà đồ, nhìn xem kim sắc mãnh hổ. Kim sắc mãnh hổ trong mắt quay tròn nhất chuyển, nói, không cần, không cần, ngươi là Phù Khôi Tông cao thủ, tinh thông minh luyện chi đạo, ta tự nhiên là tin tưởng, đại ca, ngươi sau này sẽ là đại ca của ta. Kim sắc mãnh hổ hóa thành nhân hình, là nhất cái dáng người khôi ngô thanh niên, bắp thịt cả người rắn chắc, cánh tay so Lục Minh đùi còn thô. Lăn, ai là ngươi đại ca? Lục Minh quát lớn. Tốt, tốt, không phải đại ca, là lão đại, ngươi chính là ta lão đại. Kim sắc lão hổ lập tức cúi đầu khom lưng. Lục Minh sắc mặt lúc này mới dễ nhìn, nói, ngươi tên là gì? Tiểu đệ gọi Kim Cương, thế nào? Cái tên này uy mãnh. Nói xong, Kim Cương thân bên trên cơ bắp nhảy lên không ngừng. Ngạch, uy mãnh, xác thực uy mãnh, ngươi vẫn là hóa thành hình thú, trong khoảng thời gian này, trước làm tòa kỵ của ta. Lục Minh phân phó nói. Làm tòa kỵ của ngươi. Kim Cương trừng to mắt, lộ ra vẻ hung hãn. Hắn là ai? Có năm thành thần thú huyết mạch yêu tộc thiên kiêu, cao cao tại thượng, vạn yêu quỳ lạy, hiện, Lục Minh thế mà gọi hắn làm tòa kỵ. Hắn lửa giận ngút trời. Làm sao, ngươi là muốn thử một lần liệt thần trận uy lực? Lục Minh ánh mắt bất thiện nhìn xem Kim Cương. Kim Cương lập tức chịu thua, khí thế hoàn toàn không có, nhếch miệng cười nói, không, làm sao lại. Có thể trở thành lão đại ngài tòa kỵ, là tiểu đệ phúc phần của ta. Nói xong, hóa thành một cái uy mãnh kim sắc mãnh hổ. Thân cao 3 mét, dài 6 mét, toàn thân lông tóc ánh vàng rực rỡ, không có một cây tạp chất, bóng loáng mềm mại, như tơ lụa. Đừng nói, này bề ngoài, cũng không tệ lắm. Kim Cương mặt ngoài mặc dù thành thành thật thật, trong lòng lại là nguyền rủa liên tục, lão tử nhẫn, lão tử trước nhẫn, các loại kết thúc khí vận chi chiến, lão tử ra suy nghĩ biện pháp phá giải trận pháp kia, lão tử nhất định phải đem tiểu tử này tháo thành 8 khối, để giải đau lòng mối hận. Nghĩ đến hương phấn chỗ, Kim Cương ánh mắt lộ ra một tia hung ác. Gia hỏa này, xem ra là mặt ngoài trung thực, không cho hắn chút giáo huấn, nói không chừng sẽ phía sau đao. Lục Minh khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, đột nhiên tâm niệm vừa động, bảo phát nứt thần uy lực. Kim Cương kêu thảm một tiếng, phát ra kinh thiên giống rít gào, nằm dạp trên mặt đất lăn lộn. Chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra, lão tử làm sao đột nhiên đau nhức muốn nứt, đau quá à. Kim Cương không ngừng giống to, trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Một lát sau, Lục Minh mới dừng lại điều khiển liệt thần trận, Kim Cương toàn thân vô lực nằm dạp trên mặt đất, lẻ lưỡi, một bước mệt lả biểu lộ. Ai nha, không có ý tứ,
Vừa rồi không cẩn thận, liền xúc động ta khắc ngươi não hải liệt thần trận, ngươi không sao chứ? Lục Minh giả ý kinh ngạc kêu lên. Lão, lớn, vừa rồi là ngươi. Kim Cương vô cùng u oán nhìn xem Lục Minh. Không có ý tứ a, vừa rồi không cẩn thận, nói về, vừa rồi có phải hay không là ngươi trong lòng mắng ta, thần giao cách cảm phía dưới, ta mới phát động liệt thần trận. Lục Minh tựa như cười mà không phải cười nhìn xem Kim Cương. Kim Cương trong lòng kêu rên, rốt cuộc biết liệt thần trận lợi hại, lần này, thật vô cùng trung thực, kêu lên, lão đại oan uổng a, sau này, ta nhất định đối ngươi trung thành tuyệt đối. Ân, dạng này mới đúng mà. Lục Minh vỗ vỗ Kim Cương đầu lâu to lớn, này Kim Cương chiến lược không sai, thu lại, đối với hắn sẽ có trợ giúp. Đi, chúng ta địa phương khác nhìn xem. Vung tay lên, Lục Minh đi đầu đạp bộ mà ra. Ông, bọn hắn còn chưa đi mấy bộ, bỗng nhiên có một cỗ vô hình ba động, cung điện chỗ sâu truyền đến, cùng lúc, toàn bộ dãy cung điện cũng hơi rung động. Ông, tiếp theo, sức chấn động kia càng ngày càng mãnh liệt. Phụ cận dãy cung điện, rung động cũng càng ngày càng kịch liệt. Ở bên trong, chúng ta trải qua. Lục Minh Kim Cương, cực tốc hướng về cung điện chỗ sâu mà. Bỗng nhiên, Lục Minh nhìn thấy phương xa một tòa cung điện bên trong, tản mát ra vô tận kim quang, tinh thần lực mênh mông, hình thành bão táp tinh thần, quét sạch bốn phương tám hướng. Vô tận uy nghiêm chi khí, lan tràn ra. Sau một khắc, một bóng người, một tòa cung điện bên trong nổi lên, khoanh chân ngồi tại cung điện bầu trời. Cái kia vô tận kim sắc quang mang, chính là đạo thân ảnh này trên thân tản ra. Xích Tuyết. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, Lục Minh giật nảy cả mình, đạo thân ảnh này, chính là Bạch Xích Tuyết. Loại kia kim quang, thật là khủng khiếp, đây là kim sắc ngọn lửa tinh thần, hoàng đạo cường giả ngọn lửa tinh thần. Lục Minh chấn động vô cùng. Hắn đạt được luyện thương truyền thừa, liếc mắt liền nhìn ra, Bạch Xích Tuyết trên người tán phát ra ngọn lửa tinh thần. Liền là cấp 9 minh luyện sư, hoàng đạo cường giả ngọn lửa tinh thần. Bạch Xích Tuyết, đây là đạt được nhất cái cấp 9 minh luyện sư truyền thừa. Lục Minh khiếp sợ cùng lúc, cũng vì Bạch Xích Tuyết cao hứng. Không nghĩ tới Bạch Xích Tuyết có như thế cơ duyên, thu được cấp 9 minh luyện sư truyền thừa. Ông, kim quang tràn ngập, cung điện chấn động, vô số trên cung điện, hiện ra đạo đạo minh văn, nhưng lập tức, từng cái sụp đổ ra, biến mất không còn tăm tích. Tựa hồ Bạch Xích Tuyết đạt được truyền thừa, ảnh hưởng đến cái kia chút trận pháp. Phù Khôi Tông đệ tử, mơ tưởng đến truyền thừa. Một tiếng hét giận dữ, một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm, hướng về Bạch Xích Tuyết chạm. Lục Minh quá sợ hãi, đằng không mà lên, trước đó, trong cung điện khắp nơi đều là minh văn trận pháp, khó mà bay lên không, hiện trận pháp sụp đổ, đã vô ngại. Nhưng Lục Minh tốc độ tuy rằng nhanh, cũng đã không còn kịp rồi. Bất quá! Khi luồng ánh kiếm màu đỏ ngòm kia muốn chém tới Bạch Xích Tuyết trên thân, bắn ra một đạo kiếm quang, chặn lại huyết sắc kiếm quang. Huyết kiếm thất, người muốn chết. Lục Minh nổi giận, chân đạp hư không, trong nháy mắt tới gần Bạch Xích Tuyết, bàn tay như thiên đao, hướng về nhất cái thanh niên áo bào đỏ ngầu chạm. Vừa rồi xuất thủ, chính là Thiên Thi Tông Thiên Kiêu, huyết kiếm thất. Lục Minh. Nhìn thấy Lục Minh, huyết kiếm thất ánh mắt ngưng tụ, huyết kiếm vung vẩy. Mùi máu tươi xông vào mũi, ánh kiếm màu đỏ ngòm, chém về phía Lục Minh. Đụng. Huyết quang sụp đổ, Lục Minh thân thể run lên, cảm giác cánh tay run lên. Huyết kiếm thất chiến lực, càng tiểu ma quân phía trên. Bá, bá. Này lúc, bốn phía trong cung điện, hiện lên lần lượt từng bóng người, có Phù Khôi Tông đệ tử, cũng có cái khác tam phương. Phù Khôi Tông đệ tử, tập hợp một chỗ. Lục Minh quát. Cầm xuống những Phù Khôi Tông kia đệ tử. Nhất cái thanh niên áo bào đỏ ngầu kêu lên, là huyết kiếm cửu. Kim Cương, đi hỗ trợ. Lục Minh kêu lên. Được rồi, huyết kiếm cửu, đối thủ của ngươi, là lão tử. Kim Cương gào thét một tiếng, nhào về phía huyết kiếm cửu, ngừng lại thì huyết kiếm cửu đại đánh nhau. Kim Cương, ngươi nổi điên làm gì, đối thủ của chúng ta là Lục Minh. Huyết kiếm cửu gầm thét. Dám cùng ta lão đại động thủ, nhìn ta phế bỏ ngươi. Kim Cương gào thét. Song chảo không ngừng cầm ra, bao trùm huyết kiếm cửu, mặc cho huyết kiếm cửu kiếm quang lấp lóe, cũng không thể đột phá. Huyết kiếm thất, huyết kiếm cửu, còn có những người khác, đều là chấn động vô cùng. Yêu tộc Thiên Kiêu Kim Cương, thế mà gọi Lục Minh lão đại, đầu phục Lục Minh, đây là có chuyện gì? Chết cho ta. Lục Minh trực tiếp hóa thân cửu long, long chảo hướng về huyết kiếm thất bắt. Huyết kiếm thất trên thân huyết quang bùng lên, huyết hồng sắc kim quang. Tuyệt thế sắc bén, chém về phía Lục Minh.
Hai người đại chiến, oanh minh không ngừng. Bốn phía, bóng người lấp lóe, Lục Minh thấy được Ly Thiên Ca, còn có mặt khác nhất cái yêu tộc Thiên Kiêu, cái kia nam tử áo bào xanh. Kim Cương, ngươi đây là ý gì? Yêu tộc áo bào xanh thanh niên, hướng về Kim Cương bước. Cái gì có ý tứ gì? Cho ta lão tử lăn. Kim Cương gào thét. Bá. Liền này lúc, Lục Minh mi tâm bay ra sơn hà đồ, hướng về huyết kiếm thất quấn quanh đến. Huyết kiếm thất giật mình, bản năng cảm giác bức tranh này rất nguy hiểm, thân hình cực tốc lui lại, cùng thì chém ra từng đạo kiếm quang, đem sơn hà đồ bổ ra. Cửu Long thân thể uốn éo, Cửu Long đạp thiên bộ bộc phát, đánh phía huyết kiếm thất, đem hắn kích ngay cả liền lui về phía sau. Giết! Lục Minh lấy sơn hà đồ vần quanh tự thân, muốn hại ngăn trở, sau đó không để ý phòng ngự, hướng về huyết kiếm thất khởi xướng cuồng bạo công kích. Huyết kiếm thất phản kích, nhưng kiếm quang chạm trên sơn hà đồ không nhúc nhích tí nào. Đụng! Huyết kiếm thất dưới sự kinh hãi, bị Cửu Long một chảo đánh trúng, phun máu phè phè, thân hình nhanh chóng thối lui. Hắn không dám dừng lại, thân hình chớp liên tục, phóng tới huyết kiếm cửu bên kia, huyết kiếm cửu tụ hợp, Lục Minh chân đạp hư không, cũng tới đến Kim Cương thân một bên, hai bên tạo thành giằng co. Nơi xa, Ly Thiên Ca đứng ở đằng xa, không có xuất thủ. Hắn tận mắt nhìn thấy Lục Minh đánh chết tiểu ma quân, chế trụ Kim Cương, Lục Minh trong mắt hắn, đơn giản thâm bất khả chắc. Kim Cương, ngươi dám phản bội yêu tộc, trợ giúp Lục Minh, ngươi muốn chết sao? Yêu tộc áo bào xanh thanh niên quát lạnh. Kêu la cái gì, lão tử yêu tộc, lẻ loi một mình, sợ cái gì? Hiện ta liền đầu nhập vào Lục Minh, thế nào? Kim Cương vỡ ra ngụm lớn, khinh thường nhìn xem áo bào xanh thanh niên. Ngươi! Áo bào xanh thanh niên sắc mặt tái xanh. Muốn chết! Lục Minh đột nhiên bạo giống một tiếng. Cách đó không xa, nhất cái thiên thi tông thiên kiêu, đang muốn xuất thủ chém giết nhất cái hướng về bên này phù khôi tông đệ tử. Một cây trường thương xuất hiện, trong nháy mắt vượt qua hư không, đem cái kia thiên thi tông thiên kiêu đánh giết. Ai dám động đến tay giết ta phù khôi tông đệ tử, chết! Lục Minh ánh mắt lãnh đạm, liếc nhìn toàn trường. Lục Minh, ngươi muốn chết! Huyết kiếm cửu hét lớn. Có đúng không, xem ai chết! Lục Minh trực tiếp đại bước tới lấy huyết kiếm cửu giết. Huyết kiếm cửu nổ lên công kích, nhưng giống như huyết kiếm thất, Lục Minh không để ý chút nào cùng phòng ngự, khởi xướng hung mãnh tiến công, đem huyết kiếm cửu đánh phun máu phè phè, chỉ có thể quay người đào tẩu. Huyết kiếm thất cùng huyết kiếm cửu sắc mặt hai người khó coi, không dám Lục Minh một trận chiến. Yêu tộc áo bào xanh thanh niên gặp đây, cũng là vô cùng kiêng kỵ, rời xa Lục Minh. Các ngươi ai muốn chết, ta không ngại tiễn hắn một đoạn. Lục Minh ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn toàn trường, những đế thiên kia thần cung, thiên thi tông, thiên yêu cốc thiên kiêu ở cách xa xa, vô cùng kiêng kỵ, không có người nào dám ra tay ngăn cản phù khôi tông đệ tử. Rất nhanh, phù khôi tông đệ tử đều tụ tập đến Lục Minh bên người. So với trước đó, thiếu đi 5-6 người, hiển nhiên, này 5-6 người, đã bỏ mình, cái này khiến Lục Minh ánh mắt rất âm trầm, suy nghĩ làm sao đem tam phương thiên kiêu, toàn bộ lưu lại. Ông, này lúc, bạch xích tuyết truyền thừa, tựa hồ tiến hành đến thời khắc mấu chốt, trên thân tán phát ba động, càng ngày càng mãnh liệt, màu vàng ánh sáng, tràn ngập ra rất xa. Xa xa nhìn thấy, khu cung điện kia bốn phía, lúc đầu hiện đầy đại trận, này lúc, cái kia có chút lớn trận phát quang, nhất cái bồn hồi ra. Địa phương này, biến thành một mảnh phổ thông chi địa, đại trận đều biến mất. Bốn phía, tất cả mọi người đứng xa xa nhìn. Đế thiên thần cung, thiên thi tông, thiên yêu cốc tam phương người rất không cam lòng, muốn phá hư, nhưng có Lục Minh nhìn chằm chằm, tăng thêm nhất cái kim cương, bọn hắn không dám ra tay. Sau một lúc lâu, bạch xích tuyết trên người ba động giảm nhỏ, kim quang chậm rãi thu liếm. Khi kim quang hoàn toàn thu liếm, bạch xích tuyết mở hai mắt ra. Ánh mắt mọi người đều rơi trên người bạch xích tuyết. Bạch xích tuyết phảng phất cái gì cũng không biết, có chút mơ hồ, nhìn bốn phía nhìn thoáng qua, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, liền vội vàng đứng lên. Xích tuyết, thế nào? Lục Minh thân hình khẽ động, đi vào bạch xích tuyết bên người. Còn tốt, ta giống như thu được một vị tiền bối truyền thừa. Bạch xích tuyết con mắt nháy a nháy, còn lộ ra có chút mơ hồ, để Lục Minh không còn gì để nói. Bạch xích tuyết thế nhưng là thu được một vị cấp 9 minh luyện sư truyền thừa, chẳng lẽ nàng đều không rõ ràng. Ta trong đầu giống như nhiều hơn rất nhiều thứ, cần hào hào tiêu hóa một cái. Bạch xích tuyết lại nói. Lục Minh gật đầu, xác thực như thế, tựa như hắn lúc trước đạt được luyện thương truyền thừa, không có khả năng một cái liền tăng lên rất mạnh chiến lực, cần thời gian lĩnh ngộ, đối tu luyện về sau, trợ giúp rất lớn.
Cái khác Phù Khôi Tông đệ tử, nhất cái hâm mộ nhìn xem Bạch Xích Tuyết. Đạt được cấp 9 minh luyện sư truyền thừa, Bạch Xích Tuyết tương lai, nhất định quật khởi. Mà cái khác Tam Phương Thiên Kiêu, trong mắt sát cơ chớp liên tục, Bạch Xích Tuyết đạt được hoàng giả truyền thừa, đây đối với cái khác Tam Phương, cũng không phải cái gì chuyện tốt, tương lai quật khởi, nhất định Tam Phương đi đến mặt đối lập. Ầm ầm. Liền này lúc, nơi xa, truyền đến kịch liệt tiếng oanh minh. Thanh âm đến từ phía ngoài cung điện. Đại địa oanh minh, giống như vạn mã nhảy đằng, liền ngay cả hư không, đều rung động dữ dội. Lập tức, từng đạo khí tức cường đại, giống như lang yên, phóng lên tận trời. Chuyện gì xảy ra? Hiện trường đám người, tất cả đều kinh hãi. Bá, bá. Có tiếng xé gió truyền đến, là đế thiên thần cung Tam Phương trước đó lưu trận pháp người bên ngoài, này thì trận pháp sụp đổ, bọn hắn tự nhiên không trở ngại ngăn cản. Tam nhãn thần tộc, là tam nhãn thần tộc. Những người kia bay tới về sau, mang trên mặt vẻ kinh hoàng. Những người khác sắc mặt cũng nhao nhao đại biến, sau đó liền nhìn thấy, đại địa bên trên, trong hư không, nhất cái khôi ngô cao lớn tam nhãn thần tộc, ngồi một loài to lớn yêu thú, hướng về bên này lao nhanh mà đến. Loài kia yêu thú, tam nhãn thần tộc còn có chút tương tự, toàn thân che kín lân giáp, có hai cái sừng dài, như từng con trâu nước lớn. Bốn phía, đều bị tam nhãn thần tộc bao vây. Này chút tam nhãn thần tộc, đã sớm để mắt tới tòa này di tích, đoán chừng là muốn ở bên ngoài vây giết chúng ta, các loại trận pháp một sụp đổ, bọn hắn liền trùng sát đi ra. Lục Minh ánh mắt có chút ngưng trọng, bởi vì tam nhãn thần tộc bên trong, hắn cảm giác được rất nhiều khí tức cường đại. Có chút khí tức, cực kỳ hùng hậu, cho người ta áp lực cường đại. Không chỉ có linh thai thất trọng cảnh, còn có mạnh hơn. Ầm ầm, tam nhãn thần tộc tòa kỵ, chân đạp hư không chấn động, tài liệu thi kinh thiên sát khí. Nhân tộc tiểu nhi, dám lấy tộc ta vì săn giết mục tiêu, hôm nay liền để các ngươi táng thân nơi này. Tam nhãn thần tộc bên trong, truyền ra một đạo như lôi đình thanh âm, chấn người màng nhĩ vang ong ong. Làm sao bây giờ? Có người sợ hãi. Tam nhãn thần tộc số lượng nhiều lắm, với lại cao thủ nhiều như mây, bọn hắn không có khả năng xông ra, chẳng lẽ hôm nay phải bỏ mạng nơi này? Ly Thiên Ca, Huyết Kiếm Thất, Huyết Kiếm Cửu, còn có yêu tộc Thiên Kiêu, sắc mặt đều khó coi. Không thể nào, chẳng lẽ lão tử hôm nay phải chết ở chỗ này? Kim Cương nhìn về phía nơi xa, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Các ngươi không nên phản kháng. Này lúc, Lục Minh nhìn về phía Bạch Xích Tuyết chờ. À, Phù Khôi Tông đệ tử có chút sững sờ nhìn xem Lục Minh. Lục Minh vung tay lên, Sơn Hà Đồ hướng về Phù Khôi Tông đệ tử bay. Nhớ ký, không nên phản kháng. Nói xong, Sơn Hà Đồ phát quang, hướng về Phù Khôi Tông đệ tử cuốn một cái. Liền đem Phù Khôi Tông đệ tử thu vào Sơn Hà Đồ bên trong. Này, đây là không gian bảo vật. Kim Cương trong mắt kém chút chừng ra ngoài. Những người khác cũng nhao nhao nhìn về phía Lục Minh, lộ ra vẻ tham lam. Giết, một tên cũng không để lại. Tam nhãn thần tộc bên trong, nhất cái hùng tráng nhất tam nhãn thần tộc vung tay lên, ngừng lại lúc, có một đội tam nhãn thần tộc, cưỡi cái kia châu nước tỏa kỵ, hướng về Lục Minh bọn hắn trùng sát đến. Ước chừng có 200 người. Nhưng mỗi một, đều tản mát ra đáng sợ khí tức, trên người áp lực, giống như là thủy triều, hướng về bọn hắn vọt tới. Mỗi một, đều là linh thai cảnh trở lên cường giả. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Có nhất cái đế thiên thần cung thiên kiêu sợ hãi kêu to. Không đường thối lui, bởi vì bốn phương tám hướng, đều có tam nhãn thần tộc cường giả, đã bị vây quanh, thối lui đến nơi nào, đều có cường giả. Giết! Trong chốc lát, đã có cường giả lao đến. Giết! Ly Thiên Ca chờ giống to, đối mặt như thế tình cảnh, chỉ có một trận chiến. Nhân tộc tiểu tử, chết đi! Nhất cái dáng người khôi ngô tam nhãn thần tộc, cầm trong tay chiến phủ, cưỡi tòa kỵ, hướng về Lục Minh vọt tới, đối Lục Minh vào đầu một búa đánh xuống. Đây là nhất cái linh thai ngũ trọng tam nhãn thần tộc. Đụng! Lục Minh bước ra một bước, quyền như thần sơn, hướng về tam nhãn thần tộc chấn áp xuống. Này tam nhãn thần tộc! Trực tiếp bị Lục Minh một quyền đánh đâm thủng thân thể, vẫn lạc tại chỗ. Thôn phệ chi lực bộc phát, đem này tam nhãn thần tộc tinh huyết năng lượng, thôn phệ sạch sẽ. Muốn chết. Mặt khác nhất cái tam nhãn thần tộc nhìn thấy, kéo một phát tòa kỵ, chân đạp hư không, hướng về Lục Minh đánh tới. Hết thảy ba người, đều là linh thai lục trọng tu vi. Một cây trường mâu, một cây trường thương, nhất cái thiết trì, ba loại binh khí, hướng về Lục Minh oanh kích đến. Lão đại. Ta đến giúp ngươi. Kim Cương thét dài,
phóng tới nhất cái cầm trong tay trường mâu tam nhãn thần tộc, móng vuốt nhọn hoắt cầm ra, đem công kích của đối phương đánh tan. Cầm trong tay trường mâu tam nhãn thần tộc sắc mặt đại biến, mắt thứ ba bên trong bắn ra một vệt sáng. Đến tòa kỵ của hắn cũng gào thét một tiếng, bén nhọn song giác hướng về kim cương đỉnh. Này chút tam nhãn thần tộc Lục Minh trước đó đụng phải không một cái cấp bậc, này chút tam nhãn thần tộc càng thêm cường đại, hiển nhiên là tam nhãn thần tộc bên trong tinh nhuệ, phối hợp tòa kỵ thực lực càng mạnh. Vu thử đồng lúc, cái khác hai tam nhãn thần tộc cũng muốn hướng kim cương giết. Lục Minh chân bộ đạp mạnh, cửu long đạp thiên bộ lực lượng bộc phát, bành bái lực lượng hướng về hai tam nhãn thần tộc oanh kích đến. Hai tam nhãn thần tộc bao quát tòa kỵ, toàn thân đại chấn, trong miệng phun máu phè phè. Chết! Lục Minh bộc phát ra năm đạo long lực, lực lượng đại tăng, thân hình lóe lên, hướng về đối phương sông. Đụng, đụng! Liên tục hai trưởng, oanh kích hai tam nhãn thần tộc trên thân, đem hai tam nhãn thần tộc đánh cho chia năm xẻ bảy, liên quan tòa kỵ đều bị Lục Minh đánh giết. Mà đổi thành một bên, cái kia cầm trong tay trường mâu tam nhãn thần tộc, cũng đã bị kim cương đánh chết. Bọn hắn động tĩnh bên này, đưa tới cái khác tam nhãn thần tộc chú ý. Mấy cực kỳ khôi ngô tam nhãn thần tộc, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Lục Minh kim cương. Muốn chết! Lãnh đạm thanh âm phun ra, tòa kỵ đạp không, mấy tam nhãn thần tộc, chỉ huy tòa kỵ, hướng về Lục Minh bọn hắn vọt tới. Vậy liền giết thống khoái. Lục Minh ánh mắt lãnh đạm, hóa thân cửu long, kim cương cùng một chỗ, hướng về một đống tam nhãn thần tộc sông. Giống! Cửu long há miệng thét dài, kinh khủng thôn phệ chi lực bộc phát, như linh thai nhất trọng, nhị trọng tam nhãn thần tộc, hoàn toàn khống chế không nổi thân thể của mình, cảm giác tinh huyết trong cơ thể, lực lượng, nhao nhao bị cửu long thôn phệ. Bọn hắn hoảng sợ kêu to, trợn mắt nhìn sinh cơ đang trôi qua. Coi như những linh thai kia tam trọng trở lên tam nhãn thần tộc, cũng là vô cùng hoảng sợ, bị thôn phệ chi lực bao phủ, khí tức lưu động, trong cơ thể tinh huyết tựa hồ muốn phá thể đến ra. Oanh, 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 oanh. Tiếp theo, nghênh đón bọn hắn, là Lục Minh cửu long đạp thiên bộ. Lực lượng đáng sợ, oanh kích trên người bọn hắn, phàm là linh thai ngũ trọng trở xuống, nhao nhao sụp đổ, tinh huyết năng lượng bị cửu long thôn phệ. Đến linh thai ngũ trọng trở lên, cũng là phun máu phè phè, thân thể nhanh chóng thối lui. Lục Minh cửu long đạp thiên bộ phối hợp thôn phệ chi lực, đơn giản liền là phạm vi lớn sát khí. Giết, cùng một chỗ liên thủ, giết hắn. Linh thai lục trọng, thất trọng tam nhãn thần tộc gầm thét, hướng về Lục Minh đánh tới. Kim cương, ngươi tiến sơn hà đồ. Sơn hà đồ bay múa, đem kim cương quấn quanh. Kim cương sắc mặt khẽ động, buông ra thể xác tinh thần. Ngừng lại thì một cỗ lực lượng kéo một cái, đem kim cương thu vào sơn hà đồ bên trong. Lập tức, sơn hà đồ đem cửu long thân thể vần quanh ở, Lục Minh hoàn toàn không để ý phòng ngự, hướng về tam nhãn thần tộc sông. Chín cái long chảo không ngừng cầm ra. Phốc, phốc, liên tục hai linh thai lục trọng tam nhãn thần tộc bị đánh giết. Đụng, đụng, bốn phía, tam nhãn thần tộc công kích rơi phía trên sơn hà đồ khẽ chấn động nhưng bị chặn lại. Giết! Lục Minh hét lớn một tiếng, phóng tới nhất cái linh thai thất trọng tam nhãn thần tộc, một chảo, bắt xuyên qua này tam nhãn thần tộc trái tim. Thôn phệ chi lực tiếp tục bộc phát, đem này tam nhãn thần tộc thôn phệ. Oanh! Nhất cái đen kịt thiết trùy, trùng điệp nện trên sơn hà đồ, để sơn hà đồ một cơn chấn động. Mặt khác nhất cái linh thai thất trọng tam nhãn thần tộc, cầm trong tay thiết trùy, kinh hãi nhìn xem Lục Minh. Đại địa ý cảnh, chết đi! Lục Minh trong mắt, lộ ra vẻ tham lam. Này linh thai thất trọng tam nhãn thần tộc, tu luyện chính là đại địa ý cảnh, Lục Minh tất giết hắn. Lục Minh hướng về đối phương tấn công đến, đối phương sợ hãi, thân hình nhanh chóng thối lui. Chết! Nhân tộc, đi chết! Một cây trường thương, cùng một thanh chiến đao, trùng điệp chạm trên sơn hà đồ, để sơn hà đồ sinh ra chấn động kịch liệt một hồi, có một cỗ lực lượng xuyên thấu qua sơn hà đồ, kích Lục Minh trên thân. Lục Minh thân thể có chút lắc một cái, liền triệt tiêu cỗ lực lượng này. Xem ra sơn hà đồ phòng ngự là cùng theo tu vi của ta đến biến hóa, tu vi của ta bây giờ còn thấp, sơn hà đồ năng lực phòng ngự cũng không phải rất cao, mạnh hơn ta quá nhiều đối thủ, liền ngăn cản không nổi. Lục Minh giật mình, cái kia hai tam nhãn thần tộc, linh thai cảnh bát trọng, liền có thể đem lực lượng xuyên thấu qua sơn hà đồ, kích Lục Minh trên thân, đương nhiên, đã bị sơn hà đồ suy yếu rất nhiều, không thể đối Lục Minh chiếu thành tổn thương. Nhưng nếu như là người mạnh hơn, như linh thai cửu trọng, liền có thể đối Lục Minh tạo thành tổn thương.
Lục Minh thân thể khẽ run lên, không để ý hai linh thai bát trọng tam nhãn thần tộc công kích, một lòng nhào về phía cái kia linh thai thất trọng tam nhãn thần tộc. Chín cái long chảo đều đang thi triển chấn ngục thiên công, hướng về đối phương oanh sát đến. Đụng. Đối phương lấy to lớn thiết chùy ngăn cản, nhưng vô dụng, to lớn thiết chùy đều bị Lục Minh đánh bay ra. Long chảo bắt trên người đối phương hét lớn một tiếng, bay ra trăm mét có hơn, phun máu phè phè, vẫn chưa có chết. Đại địa ý cảnh, lực phòng ngự liền là cường hãn, bất quá y nguyên muốn chết. Long chảo đạp không, thân rồng uốn éo, trong nháy mắt liền ra bây giờ đối phương trước người, lại lần nữa một chảo cầm ra. Phốc thử. Một chảo này, trực tiếp đem đối phương bắt mặc, oanh sát ở đây, một thân tinh huyết năng lượng, toàn bộ bị Lục Minh thôn phệ. Lục Minh bên này đại sát đặc sát, những phương hướng khác, lại là tiếng kêu rên liên hồi. Đế Thiên Thần Cung, Thiên Thi Tông, Thiên Yêu Cốc Thiên Kiêu, nhất cái bị đánh giết, vẫn lạc tại chỗ. Có, tại ngoại giới, đều là danh chấn thiên hạ tuyệt đại thiên kiêu, thậm chí có thần cấp thiên kiêu, lúc này lại mệnh như cỏ rác, bị vô tình đánh giết. Lục Minh nhìn thấy, huyết kiếm cửu, huyết sắc kiếm quang tung hoành, toàn thân huyết khí tràn ngập, đem nhất cái linh thai thất trọng tam nhãn thần tộc đánh giết, lại bị nhất cái linh thai bát trọng cường giả chém đứt đầu. Này thiên kiêu bảng bài danh 63 tên thiên kiêu, vẫn lạc. Đi, rút đi. Những cung điện kia bên trong. Ly Thiên Ca, huyết kiếm thất nhào nhào giống to, liều chết xông ra vây quanh, hướng về những cung điện kia xông. Những cung điện kia bên trong, có thật nhiều chỗ kỳ diệu, có lẽ có thể ngăn cản tam nhãn thần tộc. Hưu. Này lúc, một thanh chiến đao, phá toái hư không, kinh diễm vô cùng, chạm trên sơn hà đồ rung động dữ dội, một cỗ lực lượng cường đại, tràn vào cửu long trên thân thể, thậm chí đem cửu long lân giáp cắt, lưu lại một đạo vết thương. Linh thai cửu trọng. Lục Minh trong lòng giận mình. Cả người cao tối thiểu 6 mét trở lên, cưỡi một cái to lớn tòa kỵ, cầm trong tay chiến đao, ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía Lục Minh. Giết! Hắn bảo giống một tiếng, chiến đao phá toái hư không, lại lần nữa chém về phía Lục Minh. Oanh! Sơn hà đồ chấn động kịch liệt, một đạo đáng sợ đao khí, xuyên thấu qua sơn hà đồ, chặt cửu long trên thân thể, lại lần nữa xuất hiện một vết thương. Linh thai cửu trọng quá mạnh, thế mà ngay cả sơn hà đồ cũng đỡ không nổi, rút lui trước lui. Lục Minh tâm niệm cấp chuyển. Linh thai cảnh, mỗi một trọng chi ở giữa chênh lệch, đều phi thường lớn, cũng chỉ có hắn loại này trên đời hiếm thấy người, tu luyện thần cấp công pháp, có hai loại thần cấp huyết mạch võ kỹ cực kỳ cường đại, mới có thể vượt qua năm cấp bậc đánh giết đối thủ. Nhưng đối mặt linh thai bát trọng, Lục Minh đã bất lực, đến linh thai cửu trọng, hoàn toàn có thể tùy tiện giết hắn. Đi! Lục Minh thân hình khẽ động, hướng về những cung điện kia xông. Hắn lựa chọn cung điện, là trước kia thu hoạch được sơn hà đồ tòa cung điện kia khôi lỗi, sẽ theo tu vi biến hóa, đến điều chỉnh thực lực mạnh yếu, Lục Minh tin tưởng, tam nhãn thần tộc không có khả năng xông tiến. Ngăn lại hắn, linh thai cửu trọng tam nhãn thần tộc cường giả, phát ra tức giận gào thét. Mấy linh thai bát trọng tam nhãn thần tộc, không ngừng hướng Lục Minh phát động công kích, nhưng đều bị sơn hà đồ chặn lại. Cút ngay. Lục Minh ra sức trùng kích, phá vỡ ngăn cản, tiến vào tòa cung điện, sau đó hóa thành nhân hình, xông về trước. Phía trước, hai tôn khôi lỗi ngưng tụ đến ra, ánh mắt lạnh như băng quét qua Lục Minh, lập tức liền tránh ra. Tựa hồ nhận ra Lục Minh, không có ngăn cản. Lục Minh vui mừng, vọt thẳng chạy qua. Hậu phương, cái khác tam nhãn thần tộc vọt tới, khôi lỗi lại động, hóa thành đáng sợ công kích, hướng về mấy tam nhãn thần tộc giết. Lục Minh nghe được một tiếng hét thảm. Tựa hồ có tam nhãn thần tộc bị đánh chết. Quả nhiên, nơi này khôi lỗi sẽ theo tiến vào người tu vi mạnh yếu, đến điều chỉnh thực lực. Lục Minh đi vào phía dưới mật thất, cùng lần trước, có khôi lỗi xuất hiện, nhưng đều là quét qua Lục Minh, liền nhường đường. Lục Minh một đường thông suốt, đi vào đầu kia thông đạo. Hai bên lối đi khôi lỗi, cũng chỉ là nhìn thoáng qua Lục Minh, liền đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Lục Minh một đường thông suốt, đi vào cái kia thu hoạch được sơn hà đồ trong mật thất. Này lúc, Lục Minh mới thở phào một hơi. Nơi này, hẳn là an toàn, trước luyện hóa những năng lượng kia lại nói. Lúc này, ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa. Lần này thôn phệ năng lượng không ít, không ngừng bị luyện hóa. Đại địa ý cảnh, đột phá, đạt tới cấp 2 nhập môn đỉnh phong. Lục Minh tâm niệm vừa động. Cùng lúc, những năng lượng kia, không ngừng bị luyện hóa, chuyển hóa làm chân nguyên, tràn vào linh thai bên trong. Trong đan điền, linh thai phanh phanh nhảy lên, thai nghén nhất cái sinh mệnh. Theo chân nguyên tràn vào, không ngừng cô đọng,
linh thai thể tích cũng đang từ từ thu nhỏ. Một ngày sau đó, lục minh khí tức trên thân ầm vang phóng đại. Linh thai tam trọng. Luyện hóa những năng lượng này, lục minh tu vi đạt đến linh thai tam trọng cảnh. Lần này thôn phệ năng lượng, vừa mới đủ ta đột phá linh thai tam trọng, trong này, thế nhưng là có hai linh thai thất trọng tam nhãn thần tộc, còn có 5-6 linh thai lục trọng, linh thai ngũ trọng cùng linh thai ngũ trọng trở xuống mấy chục, mới đủ ta đột phá linh thai tam trọng, cần năng lượng, thật đúng là nhiều. Lục minh trong lòng suy tư. Nếu là ít thôn phệ nhất cái linh thai thất trọng tam nhãn thần tộc, hắn cũng không thể đột phá. Bốn loại ý cảnh, đại địa ý cảnh đạt tới cấp 2 nhập môn đỉnh phong, lôi chi ý cảnh, phong chi ý cảnh, y nguyên cấp 2 nhập môn đỉnh phong, bất quá phong chi ý cảnh, ngược lại là đột phá, đạt đến cấp 2 chút thành tựu, vừa rồi đánh chết tam nhãn thần tộc, tu luyện phong chi ý cảnh chiếm đa số. Bất quá cửu long huyết mạch, không có thăng cấp, hiện cần tinh huyết, càng khủng bố hơn. Tiên tiến Sơn Hà Đồ nhìn xem Xích Tuyết bọn hắn, sau đó ở đây vững chắc một cái căn cơ, cô động một cái chân nguyên cùng ý cảnh, liền phá vây cách. Tu vi tăng lên một trọng, đạt tới linh thai tam trọng, tăng thêm Sơn Hà Đồ, lục minh có lòng tin phá vây cách. Tâm niệm vừa động, lục minh tiến nhập Sơn Hà Đồ bên trong. Vừa tiến vào Sơn Hà Đồ, liền phát hiện Bạch Xích Tuyết các loại phù khôi tông đệ tử Sơn Hà Đồ bên trong mặt đất bao la bên trên bay loạn. Qua cả buổi, mới có người phát hiện lục minh, hướng về hắn tụ tập đến đến. Tông tử. Lục minh tông tử. Phù khôi tông đệ tử hướng lục minh hành lễ. Bọn hắn nhìn về phía lục minh ánh mắt, có hâm mộ, có chấn kinh, còn có cảm kích. Sơn Hà Đồ bảo vật như vậy, để bọn hắn hâm mộ, nhưng lục minh nhiều lần cứu được bọn hắn đối lục minh cảm kích không thôi. Lục minh, đây là động thiên bảo vật đi, không nghĩ tới trong thiên hạ, vậy mà thật có bực này kỳ bảo. Bạch Xích Tuyết cũng bay tới, nhìn về phía lục minh, trong đôi mắt đẹp chấn động vô cùng. Đây quả thực tự thành một cái thế giới, ai có thể không sợ hãi. Lão đại, ngươi thật sự là quá lợi hại, bảo vật như vậy đều có. Kim cương chân đạp hư không, lao đến, nhìn xem lục minh, một mặt sùng bái. Nhìn xem kim cương bộ dáng này, phù khôi tông đệ tử đối lục minh càng là kính nể, thế mà ngay cả yêu tộc thiên kiêu, đều có thể thu phục. Hết tập 62.